Hello mọi người, thì hôm nay là tiết mục tụi mình mời vị khách từ bên ngoài về để share cho cái khóa học Break into PM của tụi mình. Thì hiện tại đang record, nếu mà tụi mình quyết định publish cái này lên YouTube hay là một cái nền tảng trực tuyến nào đó thì các bạn hãy nhớ like và để lại bình luận nhé. Ok, thì giới thiệu một tí, cái buổi này thì mình có mời bạn Thương. Thương đang làm product ở một công ty tên là GitUp. Thì chắc là chút nữa sẽ nhờ Thương tự giới thiệu. Nhưng mà mình có rehearse trước với lại Thương á, thì cái câu chuyện và những cái mà Thương sắp share cho mọi người mình thấy khá là hay. Và nó cũng liên quan đến những cái mà mình nhắc đến trong buổi học của mình ấy. Thì khi mà Thương share xong hoặc là trong lúc mà share thì có những cái gì mà nó liên kết được với những cái nội dung mình học thì có thể là sau 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 khi Thương share hoặc là mình chêm của mình clarify thêm ha. Ok, vì phần thành chắc vậy thôi, chắc là nhờ Thương giới thiệu và bắt đầu buổi sharing của mình. Ok, cảm ơn Thành. Hello mọi người. Nãy giờ thì bên Thương internet nó đang hơi chập chờn chút xíu, nên là nếu mà lát nữa mà có khúc nào mà nó rớt mà Thương không biết thì chắc là nhờ Thành nhắn qua Facebook để Thương có thể vô lại ha. Tại Thương đang notice cái signal như vậy. Ok, thì để mình share cái slide trước và mình cũng có một cái slide giới thiệu. Ok, ồ, nhưng mọi người thấy cái style của mình rồi đúng không? Ừ, thành thấy. Ok, trời, đó, mình làm slide mà mình quên để cái hình mình vô. Mình để cái tên, mình để cái dòng này, mình định là mình sẽ chừa chỗ để cái hình mình vô nhưng mà mình quên để rồi. Thôi, mọi người thấy mặt mình rồi. Thật ra thì mình cũng đang chưa biết là làm sao để vừa coi cái slide mà vừa coi được cái Google Meet. Có vẻ như là mình sẽ chỉ coi slide thôi. Đúng không ta? Thương share cái slide, cái window có chứa cái slide á, xong rồi mình bây giờ Thương có thể resize lại rồi kéo cái màn hình browser vô nếu mà Ok. muốn thấy được cùng lúc luôn. Win. Ok, thôi chắc là mình cũng chưa có figure out lắm nhưng mà thôi chắc là mình sẽ nhìn cái slide. Vậy vậy nếu mà mọi người có cần question hay là trong lúc mình nói á, mà có cần pause lại thì chắc nhờ mọi người đánh tiếng nha. Lại mình không đang không có nhìn thấy màn hình. Ok. Ok. Rồi mình ở tên tiếng Anh mình là Andy, thì ở ở trong công ty á, thì mọi người hay gọi vậy, nên là thật ra lúc mà gặp Thành xong giới thiệu tên Thương xong rồi từ đó đến nay là Thành cái Thương luôn nó thì thấy cũng hơi lạ lạ. Thường là bạn bè mình đó, bạn bè mình sẽ kêu là Thương nhiều, còn đi làm hoặc là professional network đó, thì mình hay LinkedIn mình cũng hay để là Andy luôn đó, nên là mình mọi người cũng có thể gọi mình là Andy ha. Thì mình đang làm ở GitUp với vai trò là product manager. Thì GitUp giống như nãy mình có share ban đầu á, là định vị mình là một cái product partner, và mình sẽ co-create với lại các industry leader hoặc là các tech startup để mà build product cho họ. Thì cái loại product đặc thù mà GitUp hướng tới, cái này là 5 phút quảng cáo công ty thôi. GitUp hướng tới là tailor-made solution với lại là innovative product, và GitUp sẽ là end-to-end luôn, tức là nó đã break down những cái công việc ở trong product discovery, product development, thành những cái gói package như thế này, và offer cho khách hàng. Rồi tuy nhiên á, thì
cái phần service này, cái phần mà pick up offer cho khách hàng á, nó không có liên quan trực tiếp đến công việc của mình. Tại vì ở trong pick up á, thì mọi người sẽ chia theo chuyên môn để mà deliver. Ví dụ tụi mình có product analysis, product design, product implementation, product operation, product marketing, và sẽ làm service cho khách hàng, cũng là làm product thôi, nhưng mà phải chia nó ra thành những cái service package hết. Còn Andy á, thì Andy đang phụ trách một cái gọi là GitHub Architecture, thì nó sẽ là hệ thống những cái product internal mà GitHub sử dụng build riêng cho member của GitHub, và có những cái quyết định ở trong quá khứ đã khiến cho GitHub chọn là build chứ không phải là buy, không phải là sử dụng những cái tool có sẵn ngoài thị trường. Và đến hiện tại thì cái ecosystem này nó cũng gồm khá product. Nó nhiều vậy thôi, nó sẽ bao gồm, nhìn nó rất là nhiều, nhưng mà thật ra nó sẽ bao gồm cả những cái product mà gọi là sử dụng rất là nhiều hàng ngày, daily luôn á, member nào cũng xài, như là những cái product liên quan đến HR, hoặc là bên nhân sự đi, hoặc là product về tuyển dụng, rồi CRM, là product quản lý database của khách hàng, vân vân đó. Cũng có những cái product mà nó nhỏ hơn, nó theo kiểu là một cái app để cho member xài cho vui thôi, ví dụ như là những cái product về recognition and reward member, hoặc là những cái product để mà quản lý hệ thống phòng họp, hoặc là order trong cái cafeteria của GitHub. Thì tóm lại thì nó sẽ là có một cái ecosystem như vậy, và các product nó tương tác với nhau theo dạng là nó có thể tích hợp về data, hoặc là nó có thể có những cái tính năng lồng ghép ở trong product này, lồng ghép trong product khác. Thì đó là lý do tại sao mà mình có cơ hội được trở thành product manager. Tại vì với cái service package mà GitHub offer cho khách hàng đó, thật ra không có bạn nào làm product manager cả. Không có bạn nào own cái roadmap của một cái product rất là lâu và phát triển lâu dài với cái product đó cả. Không có ai làm product management cả đó. Thì vì Andy làm internal product, cụ thể là HR system đó, thì mình mới có cái cơ hội để mà làm product management. Và cái case hôm nay mà mình share thì mình cũng chọn một cái case mà mình đã làm từ khá là lâu, từ cái thời mà mình mới có một cái break ở trong career, chuyển từ marketing sang làm product. Nên là tại vì một phần là do cái lúc mà Thành mời á, thì Thành có share là ok, background của các bạn mình á, thì cũng là nên product khá là nhiều, và cái tên của khóa của mình cũng là break into product management luôn, nên là mình nghĩ là ok, mình sẽ lấy một cái mà thật ra mình cũng rất là thích, nó inspire mình để mà từ khi mà mình biết về product xong rồi mình đi theo product đến bây giờ là tầm khoảng 4 năm rồi á, và mình vừa thích nè, xong rồi kiểu nó cũng là một trong những cái đầu tiên mình làm, output nó cũng có vẻ là sẽ khá là dễ hiểu với các bạn nên product, nên là mình chọn cái case study này. Nhưng mà có một cái nữa là sau khi mình vào mình coi những cái module mà Thành gửi cho mình á, breakdown ra, thì cụ thể là mọi người đã học, mọi người đã biết những gì đó, thì mình thấy là chứ rồi cái những cái album mình sắp xem nó sẽ hơi cù bắp. nó không có được chuẩn chỉnh theo dạng là những cái mà những cái album name hay gọi trong product, ví dụ như là customer journey map, hay là có cái gì nữa ta, job map hả, đó job to be done, là những cái rất là đồ sộ, rồi những cái liên quan đến entity diagram các thứ đó, những cái mà để for development sau này á. Thì cái thời đó lúc mà mình mới làm thì mình chưa có cái kinh nghiệm, cũng như là cũng chưa có cái biết sử dụng nhiều tool nữa để mà làm ra những cái output mà nó rất là chuẩn chỉnh, chi tiết và đồ sộ, nhìn nó hết hồn liền như vậy đó. Nhưng mà lúc sáng nay có rehearse với Thành á, thì Thành cũng bảo là thôi không sao đâu, cơ bản là mình kể được cái câu chuyện product của mình, và hy vọng là nó sẽ relevant với các bạn. Sau đó thì mình cũng có thể có những cái discussion để mà hiểu hơn về cái quá trình làm product trong cái case study này đó. Thì cái đó là mình có alert trước để nếu mà cái output nó có underwhelming quá thì mọi người đừng có chê. So humble. Ok. Rồi cái case study mà mình muốn chia sẻ ở đây thì nó
liên quan đến một cái domain là về nhân sự, và cụ thể là về employee management. Và ở GitHub á, thì cái chuyện là employee management, bên phía business mong muốn là sẽ apply được concept self management. Nên là cái case study này nó sẽ liên quan đến chuyện là tụi mình đã nhận một cái business expectation rất là chung chung và có khi là cũng hơi mông lung nữa. Thì thường thì khách hàng hoặc là business owner đi, họ đâu có biết được là cái what họ cần là cái gì đâu, nhưng họ sẽ hình dung được cái lý do họ cần thứ đó và họ đang muốn giải quyết cái vấn đề gì. Thì đó, mình từ cái expectation của phía business, tức là giống như giám đốc công ty mình vậy đó, anh founder của mình vậy đó. À, thì tụi mình đã lên concept, build concept và cuối cùng thì nó trở thành một cái product với những cái feature và có user hàng ngày, và nó giúp cho business đạt được một cái value nào đó. Rồi, cái context lúc đó là công ty bên Thương share hình như nó đang bị freeze ở cái slide hello I'm Andy á, không biết Thương có đang oh my god Không sao. Chết rồi sao ta? Bây giờ thì nó đã đi cho mọi người. Được rồi đó. Hay mình cứ lấy màn hình này đi, không sao đâu. Ok. Yeah. Trời, đây. Ok, vậy là nãy giờ mọi người vẫn thấy hello em anh đi. Đây là ok, bây giờ mình recall lại chút xíu. Đây là slide giới thiệu 5 phút quảng cáo về công ty. Những cái service mà GitHub làm. Đây là cái GitHub Architecture mà Andy có nói là Andy làm Product Manager của cái nhóm product này. Và nó là một cái ecosystem gồm rất là nhiều product đó. Thì hôm nay thì mình sẽ share một cái case study. Một cái case study về một cái product trong cái mảng là nhân sự. Và cụ thể nó sẽ là Employee Management đó. Làm sao để quản lý nhân viên ở trong công ty để cho mọi người làm việc hiệu quả vân vân đó. Thì ok, cái đi vào cái business context luôn ha. Thì cái context lúc đó là công ty mình chuẩn bị scale up. Trước đó thì GitHub chỉ là một cái team làm product với nhau theo kiểu product studio á, rất là theo kiểu là cứ giống như làm được xong rồi cứ nhận thêm dự án, thì cần thêm người tuyển build team. Thì lúc đó tầm khoảng 40 người và hầu hết mọi người đều biết mặt nhau hết, nên là những cái vấn đề liên quan đến chuyện là ví dụ như là giờ giấc làm việc nè, rồi cái cách làm việc như thế nào nè, thì nó vẫn chưa có cái quy trình, nó chưa có một cái gọi là professional working way á. Và đặc biệt là cái chuyện là giờ làm đi, thì mọi người sẽ ngầm hiểu với nhau là mấy giờ là đến công ty, mấy giờ là xong office time rồi đó, đi về đó. Rồi nếu mà mọi người không đến được hoặc là có đi trễ về sớm gì đó thì mọi người sẽ nhắn lên một cái kênh chat chung giống như Slack vậy đó, để báo là ok, hôm nay tôi không có mặt hoặc là tôi đến trễ, tôi về sớm. Thì đó là cái tình huống lúc đó. Còn về phía business expectation đó là bây giờ muốn scale up công ty lên thì không 40 người thì maybe vẫn còn có thể nhớ mặt nhau mà quản lý mà collab với nhau được, nhưng mà đông hơn nữa là 70 người đi, rồi đến thời điểm hiện tại là 100 người. Thì lúc này mình không còn là một cái team product vui vẻ làm việc với nhau không nữa, mà mình đang là một công ty rồi. Mình sẽ cần phải có những cái process để mà member có thể follow theo, có thể là cả những member đã làm với công ty lâu, cũng là sắp tới thì có những cái member mới vô thì người ta cũng sẽ cần những cái quy trình để người ta follow theo. Tuy nhiên là bên phía bên business owner, anh founder thì anh cũng không có muốn là làm theo những cái cách truyền thống, ví dụ như là chấm công, mấy giờ là phải có mặt, nếu mà đến giờ đó rồi vô không chưa có lanh vân tay hay là chưa có mặt đó thì sẽ bị trừ lương. Thì mình đang không có muốn đi theo những cái cách mà HRM, Human Resource Management truyền thống như vậy đó. Tuy nhiên mà mình vẫn muốn là member của mình chuyên nghiệp hơn, làm việc đúng giờ đúng giấc hơn. Và ở GitHub thì có một cái điểm đặc thù luôn, cái này không chỉ là về giờ giấc đi làm mà về tất cả mọi thứ á, thì mọi người luôn prefer là influence, tức là dùng sức ảnh hưởng của mình để khuyến khích member làm tốt hơn, thay vì là dùng power, thay vì là bắt ép là ok, người ta phải làm chính xác như vậy bởi vì có một sếp bảo hay là bởi vì có senior bảo. Thì cái này là một cái đặc thù về cái văn hóa của GitHub luôn. Còn một cái dòng mình highlight nữa và nó sẽ liên quan khá là nhiều đến cái cách mà tụi mình build product concept sau này, đó là
lúc đó business có một expectation là member bản thân họ họ sẽ có sự tự do để mà quản lý cái giờ giấc làm việc của họ này, cái giờ giấc họ có mặt tại văn phòng này, và họ sẽ thích cái chuyện là họ được quyền quản lý đó như là một cái sự chủ động, để nếu mà có thay đổi gì thì họ sẽ chủ động update cho công ty, và mình sẽ set up ra những cái danh giới để mà mình align với nhau là ok, trong cái khoảng đó thì member chủ động quản lý được, còn không có cần phải là có một cái người nhân sự đi theo kè xong rồi giám sát xong rồi canh từng giờ từng phút từng giây để xem là bạn đó có đi trễ hay về sớm quá hay là không có mặt tại văn phòng đó. Thì cái đó lúc đó bên business họ tạm gọi là self management, tức là trao cái quyền quản lý tự chủ cho nhân viên. Ok, thì khi mà mình nhận cái expectation này á thì mình có cái cách mà mình làm ngay lập tức á, là mình lúc đó mình mới làm product thì mình cũng sẽ biết những cái, mình cũng sẽ research những cái cách làm mà phổ biến ở trên mạng đi, trên những cái blog hay là cái product course gì đó, để mà mình biết là ok bây giờ mình sẽ phải IDA để xem coi là có cái tính năng nào phù hợp với cái nhu cầu của business lúc này. Thì một cách rất là ngây thơ á, là mình sẽ nghĩ về cái feature, mình sẽ nghĩ về cái tính năng đầu tiên và xem thử coi là mình có thể làm được cái tính năng gì để giải quyết cái vấn đề này, để giúp cho business có thể đạt được cái expectation này là nhân viên tự chủ trong chuyện quản lý giờ giấc đi làm. Rồi mình research trên thị trường, thì thật ra nếu mà research về chuyện là human resource đi, HRM đi, thì có rất là nhiều cái best practice. Đó, ví dụ như là một cái app có cái tính năng là người ta đến thì người ta sẽ check in, người ta về người ta sẽ check out chẳng hạn đi, thì nó rất là common trên thị trường rồi. Đó, thì mình cũng sẽ gọi là có, lúc đó thì mình cũng sẽ là hình dung cái feature của mình sẽ làm là nó có những cái thao tác ABC như vậy, người dùng sẽ làm ABC như vậy, và mình đưa cho team dev để code ngay một cái MVP thật là nhanh để mà demo. Thì lúc đó cái kết quả nhận lại là fail, và đây là một số cái feedback của bên phía business. Đó là đó, vì mà mình research trên thị trường mà, nên là cái product mà mình đưa ra nó chẳng khác gì những cái tính năng hoặc là product sẵn có trên thị trường cả. Nó cũng không có một cái insight gì cả, giống như là người ta đã kể cho mình rất là nhiều, bên business đó, đã kể cho mình rất là nhiều cái câu chuyện về chuyện là họ muốn mọi người chuyên nghiệp hơn, member sẽ có tác phong chỉnh chu giờ giấc đúng hơn, nhưng mà họ cũng không muốn những cái cách làm truyền thống. Thì đó là những cái insight mà họ fit cho mình, nhưng mà mình không có hiểu được ở cùng cái level, cái tầng sâu giống như họ, nên là mình làm mọi thứ rất là bề mặt, mình làm theo kiểu là cái tính năng gì làm được ta để cho member có thể đi làm mà check in, rồi đi về check out ta, thì mình chỉ nghĩ được như vậy thôi. Và vì không có insight nên là suy ra nó không có product operation fit, tức là mình cũng không có biết là với cái tính năng này nếu mà mình đưa cho member xài, họ có check in check out, thì cái team nhân sự chính là cái team mà quan tâm nhất đến cái chuyện là member office time của member á, cái team đó họ có dùng cái data đó để làm gì được hay không, tức là operation của họ có liên quan gì đến cái việc là member sẽ có một cái cách quản lý office time khác hay không. Thì lúc đó mình cũng chưa hề quan tâm đến cái operation của team nhân sự luôn. Còn product không có product user fit thì nó đơn giản là đó, vì mình chỉ nghĩ ra tính năng và đưa cho người ta thì chắc gì người ta đã xài, mặc dù người ta là nhân viên công ty mình, nhưng chắc gì người ta đã chịu xài thêm một cái app nữa hoặc là làm thêm một cái thao tác nữa vào mỗi sáng người ta đi làm đó. Thì đây chính là cái kết quả fail khi mà mình approach mọi thứ nó khá là bề mặt đó, và mình nghĩ ngay đến cái tính năng khi mà mình nhận được yêu cầu từ business. Mình thấy có một cái tiếng gì đó, nhưng mà bây giờ mình phải back qua bên đây mình coi. Tại vì mình muốn hỏi là kiểu, ý là khi mà em làm cái này là làm giá luôn, hay là kiểu em làm là, dạ em có làm ra staging anh. Ra luôn. Okay. Dạ, là lúc đó là đã code ra tới staging rồi, em đã đưa cho dev code ra staging rồi, nhưng mà nó fail, nó bị reject. Okay. Là cũng tốn một mớ effort rồi. Anh nghĩ đỡ hơn là đến khi mà lên đúng không? Dạ đúng rồi, đúng rồi.
Rồi bây giờ sau khi có câu chuyện thất bại á, thì mình phải có cái hero story á mọi người, mình kể khúc xuống trước để chuẩn bị mình kể cái khúc lên, để mình kể cái câu chuyện nó có happy ending hơn. Là khi mà mình bắt đầu với cái approach thứ hai của mình, là mình cần phải hiểu cái bài toán này kỹ hơn. Đầu tiên thì mình reframe cái bài toán á, là không phải là mình làm được một cái tính năng là mình hay, là mình đạt được cái business goal, hay là mình giúp cho business đạt được cái mà họ hình dung, mà là cái việc mình đang làm ở đây này phải thay đổi hành vi của người dùng. Người dùng ở đây là member nhà mình hoặc là team nhân sự của mình. Thì trước giờ là họ cứ đi làm thôi, họ đâu có cần phải thao tác cái gì trên hệ thống đâu. Còn cái team nhân sự thì sẽ là rất là khó chịu, tại vì cái công việc của họ là họ muốn member phải chuyên nghiệp mà đi làm cũng cần phải có efficiency chứ. Nhưng mà họ sẽ khó chịu nếu mà có member đi trễ về sớm, nhưng mà họ lại không có biết phải action. Nếu mà gặp ai cũng nhắc, gặp ai cũng hỏi, thì nó cũng sẽ gây ra những cái bad impact cho công ty, cho văn hóa chung đó. Nên là bây giờ mình sẽ cần phải thay đổi hành vi của cả hai cái nhóm đó luôn. Thì mình phải reframe cái bài toán này, là mình tạo ra một cái product á mà nó có thể làm được chuyện đó, và nó giúp business đạt được cái expectation mà họ mong muốn ban đầu, chứ không phải là đưa ra tính năng để thao tác gì cũng được. Cái thứ hai nữa là vì cái chuyện là trước đó mình không có consider đến cái operation insight ở trong cái product của mình. Thì bây giờ khi mà mình consider lại thì mình thấy là ok, business đang muốn mọi người làm việc chuyên nghiệp hơn, đúng giờ giấc hơn, chủ động trong cái chuyện quản lý giờ giấc đi làm của mình. Vậy thì thật ra có rất là nhiều cách, tại đó là một bài toán business thôi chứ không phải một bài toán product. Một bài toán business thì có rất là nhiều cách có thể giải quyết cái chuyện đó. Thật ra thì nếu mà mình truyền thông, rồi mình làm workshop, rồi mình training các thứ, thì maybe người ta cũng sẽ gọi là mưa dầm thấm lâu, người ta cũng sẽ thay đổi, người ta cũng sẽ cải thiện tác phong chuyên nghiệp hơn chẳng hạn đó. Thì mình thấy là ok, product có thể làm gì cùng với các giải pháp đó để mà giúp cho business đạt được cái goal của họ nhanh hơn thôi đó. Thì cái cách mà mình gọi là cái thay đổi trong suy nghĩ này của mình đó, nó khiến cho mình biết là cái product của mình nó sẽ cần phối hợp với rất là nhiều cái thứ non product khác nữa để mà giúp business đạt được cái outcome cuối cùng. Và ở đây mình có để thêm một cái frame á. Cái này trong quá trình mình research rồi mình tìm thấy, và mình thấy nó đơn giản nhưng nó cũng rất là make sense. Đó là có một cái frame là frame people, process và technology. Thì nó nói về cái chuyện là bạn muốn tạo ra một cái innovation gì á, thì nó cũng sẽ cần vai trò của ba thứ. Một là people, tức là người ta phải có một nhóm người willing để mà adapt với cái innovation đó, để mà thay đổi cái behavior của họ, hoặc là họ có potential để mà thay đổi. Cái thứ hai là bạn phải có process. Tại vì là nếu mà kêu là bây giờ chuyên nghiệp hơn đi thì chung chung quá, rồi không ai biết phải làm gì cả. Thì process ở đây tức chính là cái chuyện là mình define ra những cái thứ, những cái action mà một người phải làm, và hệ thống nó thành những cái bước, là những cái mà có thứ tự làm này trước, làm kia sau đó. Thì lúc đó people mới có thể có cái gì đó để action theo. Cuối cùng là technology, chính là cái vai trò của product. Thì vai trò của product một phần khi mà nó phản ánh với process, với people, là nó sẽ giúp cho people có thể onboard, tức là họ dễ được educate hơn. Ví dụ là bây giờ họ mở cái app ra, và cái app nó đã guide họ thu một cái, nó có những cái message nó, mình ví dụ là cái app của Thành đi đó, thì bình thường nếu mà mình viết people thì có thể cái người đó họ đã thích viết cái journal rồi, đúng không? Mình đang chưa viết cái rate là tôi tạm gọi cái journal nha, lát nữa correct sau. Đó thì có thể là people họ đã muốn viết cái journal rồi, nhưng mà technology, tức là cái product ở đây, thì đang offer cho họ một cái cách để mà họ có thể viết một cách tiện hơn, và nhớ để viết thường xuyên hơn, mình ví dụ vậy. Rồi cái chuyện rồi product cũng sẽ automate cái process theo kiểu là thay vì mình phải nhớ là để mình viết xong một cái trên cái app, nó đã guide mình through từng bước như vậy rồi đó. Thì đây là cái frame mà mình thấy nó đơn giản, nhưng mà mình buy it. Đó là để mà mình tạo ra một cái thay đổi gì đó, mà đặc biệt là thay đổi trong hành vi của con người đi, thì nó sẽ có ba yếu tố này nó kết hợp với nhau. Ok,
một cái câu tóm gọn vào thời điểm đó là để mình xác định là mình sẽ làm gì thì mình sẽ làm một cái product mà empower gig. Gig ở đây chính là member của công ty mình đó, hay gọi nhau là gig, thì là sẽ cho phép gig có thể self manage được cái office time của họ dựa trên những cái commitment ban đầu với gig up. Nhưng mà cuối cùng thì cái giá trị nó tạo ra cho business sẽ là transparent information, tức là thông tin giờ nào ai tới, giờ nào ai leave thì nó được transparent để mọi người collab với nhau tốt hơn và dẫn đến là more efficiency cho cả business. Đó thì cái câu này nó chính là cái câu mà mình bắt đầu bám vào để mà gọi là bây giờ mình đi tìm cái tính năng gì hay là mình đi figure out là người ta phải làm gì trên cái app của mình đó, thì mình cũng dựa trên cái chuyện là mình đang create value cho user để mà mình capture value cho cái business gig up của mình, cho cái người mà đã sponsor thời gian và nguồn lực để mình có thể làm cái app này. Ok. Thì phía sau mình sẽ xem một số cái output cũng như là nó cũng không đầy đủ theo kiểu là tuần tự là mình đã làm bước A đến bước B đến bước C đâu. Nó tại vì bây giờ cũng cái case study này nó cũng diễn ra khá là lâu rồi á, nên là mình chỉ tổng hợp lại được là một số cái output. Đó là ví dụ như đầu tiên thì mình sẽ xác định là cái product của mình nó work ở trong cái ecosystem như thế nào và nó có cái tương tác gì giữa những cái platform với nhau. Thì ví dụ là ok, mình muốn cho member xài tính năng để mà có thể quản lý cái office time của họ đi, thì mình offer cho họ là một cái app, một cái web. Mình sẽ define sơ sơ là khi mà họ thao tác trên cái app, trên cái web này thì nó sẽ trả data về trong một cái event hub, và cũng như là có cái tin nhân sự, họ cũng sẽ có một cái portal, cái web portal riêng của họ để mà input data, và data nó sẽ thì đây là cái hình dung sơ sơ của mình về cái chuyện là mình cần phải build cái gì. Mình sẽ cần build một cái những cái front end cho bên member và cần build cái front end cho bên nhân sự. Và lúc đó thì mình nhớ là mình cũng có đi user interview, mình không có trực tiếp đi mà là một cái bạn UX design sẽ đi interview nhân sự, và một số bạn gig được chọn ra, nhưng mà tụi mình sẽ không có đi hỏi quá nhiều về cái chuyện là các bạn cần một cái giải pháp như thế nào. Tại vì mình biết chắc chắn á, là hiện tại đi ngoài mình là đã được business share cái vision, cái expectation của business để mà hình dung, để mà research là sales management. Thì ví dụ về nhân sự là những người rất là truyền thống, quen thuộc với những cái HR practice truyền thống rồi, họ không hình dung được là sales management là gì và tại sao lại cần nó. Bên phía gig cũng là tại ổn rồi, mình cứ đi làm đúng giờ thôi, rồi nhiều khi hay là để về sớm một chút xíu cũng đâu có sao đâu. Đó là sẽ thêm một solution cho muốn hiện tại của họ nữa. Đây là chuyện là một đó không có nhiều đó, nó xuất từ cái chuyện đấy là opportunity, là cần take up into cái innovation của họ, producer những cái solution nó sẽ look like, nó sẽ trông như thế nào, hay là họ sẽ tương tác như thế nào để họ có thể give cái feedback cho mình. Thì cái lúc mình đi đúng không? Thì nó ra nên là to be honest nó ra những cái nghe rất là depressing này, và cái bạn chuyện như với những cái bạn dựa ra đi mình sẽ không biết là tại sao mình phải build cái này, vì thì mình đã dựa trên cái business expectation và research management để mình hiểu là ok mình vẫn có thể thương ơi, hình như là thay đổi hành vi được, kể cả khi cái người mình cần thay đổi họ không cần, chưa cần là họ cần gọi bị lag luôn rồi. Tiếp theo làm khi mà lúc đó mình không có thương ơi, hình như là bên thương đang hơi bị lag á, chắc là thương có thể ngừng share cái
cái Hello. cam để mà nó đỡ hơn xíu. Đây hình như là Hả? bị đứng hình với cả kiểu bị lag âm thanh chậm lắm ấy. Thì hay là em thử một là thử 4G hoặc là hai là chắc phải thử tắt cam đi cơ. Ok. Em có Ok. Thương Ok. em thử nói tiếp đi, đừng xem ok không? Lúc nãy là nó đang lát ở chỗ nào á mọi người? Nó đang lag ở trước Cái khi slide mà này mọi người có thấy được chưa ta? slide với cả process của cái đoạn product in an ecosystem á, từ cái đoạn đấy qua cái slide tiếp theo user interview là nó Ok. bị freeze á. Thành nghĩ là thường có thể bắt đầu share từ cái chỗ user interview này rồi. Ok. Ok. Rồi để mình chắc là mình xem lại một chút xíu cái phần user interview. Ok chưa mọi người? Rồi á, nghe Nghe ok ok. rồi á. Ok. Rồi ok vậy chắc là nên tắt cam á. Cái phần user interview á thì lúc đó team mình cũng có bốc ra một số cái bạn GitHub là bên phía member GitHub này sẽ sử dụng những cái frontend cho nhân viên nè và team nhân sự để mà interview, nhưng mà cái kết quả thì nó ra như các bạn thấy là nó đang hơi depressing như thế này, tức là bởi vì cái product này cái idea nó được sinh ra không phải là để giải quyết một cái pain point của user có sẵn. Bên phía nhân sự thì họ thấy là những cái HR practice của họ họ quen rồi, họ cứ nếu mà họ cứ làm theo bây giờ nói họ là ví dụ như là theo gọi là canh camera đi, canh camera xong rồi thấy ai đi trễ ai đi về sớm thì sẽ nhắc nhở đó, thì họ vẫn sẽ làm được thôi, nó là những cái HR truyền thống mà họ quen rồi, thì họ không hiểu, họ đang không có nhu cầu hiểu sales management là gì và tại sao mình cần nó và mình sẽ làm gì với nó. Còn bên phía Git thì trước giờ lúc đó là cái context công ty là còn nhỏ mà mọi người còn quen biết nhau và mọi người cũng quen làm việc với nhau như một cái team vui vẻ rồi, thì mọi người cũng sẽ không có thấy cần để mà có một cái tool để mà manage giờ giấc các thứ, cũng cũng sẽ lo lắng là trước giờ thì mình thoải mái về mặt giờ giấc, bây giờ thì mình có update cái giờ của mình lên thì maybe là mình sẽ bị đánh giá bởi nhân sự hoặc là bởi công ty đó. Thì ở đây thì mình muốn share một cái là đôi khi cái vì cái product của mình đó, nó dựa trên cái chuyện là business thấy một cái opportunity và muốn take cái opportunity đó, muốn thay đổi cái môi trường làm việc, muốn tạo ra những cái business value mà nó khó nhìn thấy bởi user đó, nên là nếu mà mình thật ra lúc đó mình vẫn nghĩ là nên đi interview user, nhưng mà khi mà interview xong thì thật ra mình cũng sẽ không có được nhiều insight về cái chuyện là họ đang cần cái gì. Còn còn nếu mà mình nghe theo cái chuyện là ok họ họ đang không cần những cái này để mình họ để mà mình không làm cái product này luôn á, thì nó lại không có giúp cho business đạt được cái expectation, cái hình dung về về một cái môi trường làm việc như họ mong muốn. Đó nên là đây đây là mình muốn xem nhanh cái kết quả của chuyện user interview, mặc dù là nó không có, mình nghĩ là nó sẽ không có giống lý thuyết cho lắm. User interview xong thì thấy là không nên làm product này nhưng mà tụi mình vẫn làm. Thì lúc đó vì không có figure out được những cái user need, user insight gì cả, nên là mình quay lại cái duy nhất mình có thôi, đó là cái expectation của business về cái chuyện là mong muốn member có thể tự quản lý được cái giờ giấc của mình. Và cái từ lúc đó mà mình research đó là từ sales management, thì mình nghĩ là lúc đó mình nghĩ là bây giờ mình phải làm rõ ra sales management ở đây là sales manage cái gì. Thì lúc đó hòm hòm á là mình sẽ hình dung được một business với lại một nhân viên, một công ty với một nhân viên đi, khi mình đi làm đi thì mình sẽ ký một cái hợp đồng, một cái contract, thì mình đặt
tạm gọi nó là cái commitment giữa hai bên với nhau. Trong đó nó có cả công việc, nó có cả lương bổng, nó có cả cái chuyện là cái trách nhiệm của bạn cần phải làm là gì. Nhưng mà nó sẽ có một cái liên quan đến cái product mình sắp làm, đó là có cam kết, có commit về chuyện là thời gian bạn có mặt tại văn phòng. Đó, thì mình thấy là ok, cái commitment này là cả hai bên đã có với nhau. Và hợp đồng thì nó sẽ có lâu dài, nó sẽ happen một gọi là một tháng hay là mấy tháng hay là một năm. Nhưng mà trong quá trình mà một con người đi làm đi thì cũng phải có ngày vui ngày buồn, có tuần này tuần kia. Đó thì sẽ có ngày đi trễ, ngày về sớm. Mình ví dụ vậy, có ngày kiểu mệt quá không muốn lên văn phòng thì cũng sẽ có. Thì mình nghĩ là đó là cái mà một nhân viên có thể self-manage được. Dựa trên cái commitment ban đầu thì họ vẫn có thể self-management được những cái thời gian mà họ lên office. Nhưng mà theo kiểu là trong một ngày, một tháng, trong một ngày, một tuần. Còn cái commitment là cái mà nó long term, và nó sẽ giữ ở đó để mà làm cái baseline giữa nhân viên với công ty. Đây là một số cái mà mình research thêm về self-management. Cái này thì nó mang hướng là tinh thần thôi, tinh thần hoặc là cái culture mà mình muốn build ở GitHub thôi. Và nó cũng align, khi mà mình đi present với stakeholder thì nó cũng align với lại cái stakeholder mong muốn. Ok, quay lại cái chuyện build cái product concept đó, thì đó bây giờ mình sẽ break nhỏ ra nữa. Đó là đến cái tầng artifact thì mình sẽ cần là define ra trong cái một cái gọi là cái office time của một người đi, thì sẽ có cái office time dạng là commit và cái office time dạng là plan. Đó, và mình sẽ cũng sẽ lúc đó là mình đã define ra là cái office time thì nó bao gồm những cái object gì. Nó sẽ bao gồm là section nè, thì một người đi làm thì sẽ có những cái section như thế này, và mọi người commit như thế nào với công ty trong hợp đồng thì hai bên đã establish với nhau từ đầu, thì mọi người sẽ commit và nó sẽ trở thành cái data trên hệ thống luôn. Đó là có một cái data tên là Committed Office Section, và có một cái data là Plan Office Section. Thì cái data này là cái data mà bên phía user, tức là geek của mình, nhân viên của mình đó, được update, được replan, được thay đổi dựa trên là cái thực tế khi mà họ đi làm mỗi ngày hay là mỗi tuần. Còn cái commit này sẽ là cái được giữ lại, và nó long term, nó sẽ kéo dài trong một khoảng thời gian. Thì khi mà mình hình dung á, là nó có những cái artifact như vậy trong cái concept này á, thì nó cũng giúp cho mình làm việc với lại team developer tốt hơn. Tức là bây giờ team developer sẽ dựa vào đây để có thể có những cái data schema hoặc là cái cách thiết kế hệ thống sau đó, để mình biết là cái object gì thì là cái object mà nó được bên nhân sự sẽ input vô, sẽ được create bởi bên nhân sự, được tạo ra, và nó sẽ có một số cái rule như kiểu là nó không có thể được thay đổi bởi bên phía nhân viên. Còn sẽ có những cái object á, ví dụ như là plan đi, thì nó được generate ra theo cái committed office time này, nhưng mà nó có thể được update hàng ngày bởi nhân viên. Và có một cái object nữa gọi là actual office section, thì nó được sinh ra khi mà người ta đi làm và người ta có một cái thao tác là lock lại cái thời gian based on reality, tức là thực tế dựng người ta đến văn phòng, người ta lock lại, thì nó sẽ sinh ra một cái object là actual office section. Thì lúc đó đây là cái cách mà mình một phần á, là mình visualize cái concept ra, mình break nhỏ nó ra thành những cái artifact để mà mình đi align với bên business là ok, mình đang nói cái chuyện là mình muốn member mình self-manage, nhưng mà mình vẫn muốn là chuyên nghiệp, chứ không phải là ai thích đi làm giờ nào thì đi. Vậy thì mình sẽ có những cái nó cố định, nó thể hiện cái artifact nó cố định, nó thể hiện cái chuyện là commit giữa hai bên với nhau dựa trên hợp đồng. Nó sẽ có những cái artifact đó, nó được thay đổi bởi member, và nó sẽ được thay đổi theo kiểu là update lên, không có cần phải chờ request, approve gì cả, cứ update lên thôi, để mà người khác có thể biết là bạn sẽ đến văn phòng lúc nào, hay là bạn có cái vấn đề gì, cái lý do gì bạn không có đến văn phòng được. Và nó sẽ có cái thực tế ghi nhận lại là khi mà mọi người đến văn phòng thì mọi người chỉ cần có một cái thao tác nhỏ trên hệ thống thì nó sẽ ghi nhận lại. Và ba cái data này nó luôn tồn tại
song song với nhau để nó compare với nhau, để nó giúp cho mỗi member có thể biết được là à mình nó cái khả năng sales management của mình á nó có đang ok hay không. Ví dụ như nếu mà mình biết là mình sẽ đi trễ thì mình có thể là plan update cái plan đó sớm đó, để mà mình sau đó mình thấy là à mình compare với lại cái tổng thể trong một tuần đi thì mình đã có bao nhiêu cái lần đi trễ về sớm như vậy so với competitor của mình, thì nó sẽ có những cái data để show lên trên giao dịch trên front end một cách trực quan cho member tự biết cái khả năng sales management office time của mình như thế nào. Và tương tự ha, nó cũng sẽ show lên cái dashboard của bên bên nhân sự để nhân sự biết được thì tổng thể công ty đang sales management như thế nào. Ok, thì đó là cái mình nói overall để hình dung được về cái concept mà tụi mình build ban đầu trước khi mà tụi mình đi vào những cái output để mà build thành product. Còn sau đó thì mình có rất là nhiều cái product cái output kiểu như thế này, tức là làm rõ những cái data cần phải có trong hệ thống. Và tại vì cái data này là tụi mình cái tính năng này tụi mình build from scratch luôn á, thì khi mà mình define kỹ data và cái gọi là mình define ra một khái niệm đi, mình xác định một khái niệm thì mình chốt cái tên luôn, mình gọi cái tên chung với nhau, sau này nói cái tên đó là biết mình đang nói tới cái gì. Rồi cũng như là ví dụ như mình sẽ chốt luôn, rồi mình align, mình propose với bên nhân sự á, là sau này cái section office time nó sẽ được chia như thế nào luôn, để mà bên nhân sự mà ok với mình một cái thì sau này cái cách mà người ta soạn cái hợp đồng, hoặc là người ta soạn hợp đồng xong người ta input cái thông tin commit của member lên trên hệ thống á, nó cũng sẽ đi theo những cái thứ mà bên product đã align và đã develop trong cái hệ thống luôn. Đó, rồi mình cũng sẽ define ra những cái tính chất của mỗi cái artifact đó. Ví dụ như là cái plan office time thì nó sẽ được generate tự động bởi cái committed và nó auto bằng. Đó, tuy nhiên là trong quá trình khi mà user update thì nó sẽ có thay đổi, nó xê xích. Rồi cũng sẽ có những cái rule, có những cái rule mà mình visualize theo kiểu là mình cũng có viết use case cho mọi người mà cũng dựa trên những cái data artifact đó. Ví dụ như là có thể làm gì với mỗi cái data artifact đó, ai được làm gì và ai không được làm gì. Có những cái rule theo kiểu là mình chỉ được là update cái artifact đó một lần thôi, mình chỉ có thể update cái plan một lần thôi chẳng hạn, hay là chỉ được check in một lần, hay là có thể update nhiều lần gì đó. Thì có những cái output của mình để mà mình đưa gọi là define cái rule và define cái logic của cái tính năng đó sau khi mà mình đã chốt được cái concept ban đầu là có ba cái artifact như vậy. Thì thật ra đó mọi người có thể thấy cái sự underwhelming của những cái output của mình là mình lúc đó là mình cũng mới biết tới product đó, mình mới làm product đó thì mình cũng research những khái niệm này. Mình cũng biết, thật ra mình cũng coi những cái output mà nó rất là đồ sộ theo kiểu là vẽ bằng draw.io các thứ, nhưng mà hồi đó thì mình không biết vẽ, thì mình cứ cố gắng hiểu hệ thống. Tức là khi mình tìm hiểu thì mình nghĩ là ok, mình có thể hiểu được theo cái cách mà hệ thống đang hiểu thì mình sẽ dùng bất kỳ cái cách nào mình có, ví dụ như slide, visual, chữ, viết các thứ để mà mình mô tả ra cho các bạn developer có thể hiểu được là ok, mình muốn cái hệ thống nó đọc cái concept này như thế nào. Mà kiểu anh thấy, ý là em chưa study mấy cái flow mà em mô tả được cái này, hoặc là kiểu em học được cái này để transfer mọi người kiểu kỳ tích luôn đấy, đỉnh vậy. Dạ đúng, tức là có một cái hồi sáng nay lúc mà rehearse với Thành ấy, Thành có hỏi là Hương có vẽ workflow không. Đây là cái workflow duy nhất mà em vẽ cái thời điểm đó. Nó rất là đơn giản luôn, kiểu ok, cầm cái gọi là mở cái app lên, xong rồi đến giờ thì nhấn check in gì đó, đến giờ thì update các thứ đó. Anh visualize ra kiểu nó còn hơn là cái chuyện mà em không ghi ý. Anh nghĩ kiểu nếu mà cái đối với cả một cái workflow đâu đó nó khoảng 6 hoặc 7 step như này mà kể cả em không ghi ra thì nó cũng là cái gì khó để người ta hiểu ấy, nên anh nghĩ yes, đã có như này là tốt rồi.
Cái này chắc em BBMN đúng không? Dạ đúng, đúng rồi, cái này thì em vẽ em BBMN. Cái này là kiểu một cái định dạng biểu đồ của workflow, nhưng mà yes, các bạn có thể bình thường các bạn nếu mà newbie các bạn có thể dùng cái kiểu nó đơn giản thôi. Nhưng mà đây là kiểu cái advanced hơn của workflow. Ok. Dạ, em đúng rồi, thật ra là em cũng không có thích vẽ BMNB lắm. Và sau này á thì em thấy là mình vẫn có thể vẽ bằng ví dụ như là những cái tool như Whimsical. Đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Tức là miễn là mình mô tả được cái những cái thao tác của cái flow đó là được. Tại vì những cái framework mà nó có, tức là nó khá là standard như thế này thì mọi người sẽ phải học theo kiểu là đến cái điểm đó thì mình phải sử dụng đúng cái ký hiệu này, thì em thấy là nó cũng khá là take time. Nhưng mà với các môi trường mà mọi người refer mọi thứ phải standardize thì lại cần, đó nó trở thành một cái requirement. Hello Thương ơi. Alo Thương, nghe gì không ơi? Mất voice luôn mà. Alo, thì chắc lại chắc rớt mạng. Ok, em nghe rồi. Ok. Alo. Thành nghe. Đã. Alo, Thành nghe mà. Mọi người vẫn nghe được em ấy, nhưng mà chỉ là delay khoảng 5-6 giây thôi. Em nghe em. Hello. Okay. Alo, thường nghe đúng không? Vậy chắc mình cứ nói nha, rồi. Okay. Ừ, hình như nó bị delay. Alo, mọi người có nghe Thương không? Thành nghe nhưng mà hình như là nó bị delay mà bên Thương em nghe delay. Em thử out cái call ra đi. Mà vẫn vấn đề này là buồn. Ở nhà anh vẫn vậy, ở đây sau đây mình có một tiết mục văn nghệ giữa buổi. Mạng mình cũng quẳng ạ. Hello. Alo. Em nghe được không? Hello Thương ơi. Em bị delay. Mọc cần cáp sâu quá. Chính ra nếu mà product của bạn ấy như này, kiểu bạn ấy phải học process căng ấy, kiểu nhỡ đâu mà sai cái gì thì
thì cũng dễ đi. Cái này cũng đây, cái này chắc là dùng mấy cái delivery material như của mình thì hợp lý. Đúng. Này 4 năm trước rồi, cho nên chắc là thường nó quay lại. Hello. Bên phun quá. Rút kinh nghiệm mấy mốt mấy buổi này chắc lên văn phòng. Bế ở chỗ nào đây? Một cái chuẩn để người ta đọc comment cái process BPM cái này, nếu mà em làm cho mấy cái doanh nghiệp về logistics, về bank hoặc là về healthcare cũng chưa lắm, nhưng mà đại loại là cái để mô tả cái process mà nó sẽ kỹ hơn, thay vì là ví dụ như ngày xưa kiểu của mình chỉ là một cái step đúng không, nhưng mà người ta sẽ phải đi đúng là cái process đấy là gửi message hay là process đấy là cần người thực hiện hay như nào. Hello Thường, hình như em chưa mở mic cả Thường. Đang mail thì phải à. Thường đang mute, đang on mute. Lúc nãy Thương lúc mà mới vào á thì kiểu nó bị chắc là mạng nó yếu quá, xong rồi nó đen thui luôn, Thương không có thấy một cái chỗ nào để bấm luôn. Nãy giờ mọi người đã discuss gì để câu giờ? Mọi người hỏi qua cái VPN lên. Chắc là để Thương tiếp tục. Ok. Mình cũng còn vài slide cuối. Hay quá. Ok, thấy rồi. Ok. Ok, thì sau khi mà mình làm xong những cái output như vậy với cái mục tiêu là communicate với lại developer team. Trước đó thì có cái mục tiêu là đi align với lại bên business trước khi mà mình bắt đầu build á. Rồi sau đó khi mà được là align hai bên đã hiểu đúng cái business concept chuyển thành product concept là sales management rồi, thì mình dùng những cái output này để communicate với lại team cùng với một cái mockup về bên mình thì cũng chưa có là một cái UI thật là lung linh cho cái product này. Tại vì đặt ra cái mục tiêu là ok, mình có một cái MVP và nó đúng concept, đúng với cái expectation của business trước đã, rồi mình launch được, mọi người xài thử coi sao, thì mình sẽ improve trải nghiệm này kia các thứ sau. Đến đây trộm biết đến bây giờ product nó vẫn sống và nó đã được improve cũng như là thêm rất là nhiều tính năng rồi, qua tầm khoảng 3 năm đó thì nó đã trải qua cũng khá nhiều vấn đề rồi. Còn cái lúc đó thì đây là cái tính năng mà nó có thôi, tức là nó hiển thị ra cái office time của một người, một member. Thì nếu mà bạn có commit vào cái section đó, nó sẽ bóc màu vàng. Còn cái plan của bạn chính là cái bóc màu xanh. Thì nếu mà bạn có nhấn vô cái bóc màu xanh này, bạn update á, thì nó sẽ cái bóc này nó sẽ thay đổi cái độ dài, độ ngắn thôi. Thì giúp cho bạn thấy được một cách rất là trực quan, rõ ràng, dễ hiểu, đó là ok, hôm nay bạn plan là bạn sẽ làm ít hơn so với commit của bạn, bạn đến trễ hơn đó. Rồi nếu mà bạn có thao tác check in check out đó, tức là lock lại cái thời gian thực tế mình tới, thì bạn tới một cái là bạn nhấn check in check out thì nó sẽ
nó sẽ ghi nhận lại ở đây. Rồi nó sẽ tự comment ba cái data rule mà Business Defy ra, ví dụ như là nếu mà bạn đến trễ nhưng mà bạn không có update, bạn không có update cho member á, cho member khác biết á, cho công ty biết á, thì nó sẽ có cái warning, nó là một cái issue. Đó, thì cái version đầu tiên của mình khi mà launch ra được production thì nó cũng chỉ đơn giản như vậy thôi. Đó là mình hình dung nó như vậy, và lúc đó tụi mình cũng không có UI design gì thêm quá là lung linh hết á, thì mình đã launch cái một cái version rất là đơn giản như thế này ra ngoài. Rồi sau khi mà launch ra rồi thì tụi mình có integrate với lại là tức là tích hợp với cái messaging app lúc đó của tụi mình, để cho cái con bot, thay vì trước đó là mọi người phải tự nhắn lên channel rồi nó mất thông tin này kia đó, thì có con bot nó sẽ báo lên nếu mà có một bạn nào đó update là hôm nay sẽ tới trễ, để cho các member khác không có phải chờ, hoặc là biết là bạn đã tới trễ rồi thì họp hành gì đó thì cứ proceed thôi, không có phải chờ nhau, không có phải waste time, mất efficiency. Và nó vẫn đúng cái tinh thần sales management ở chỗ là mọi người, vì mọi người biết là mọi người được phép replan, update cái plan time này nè, chứ công ty không có forcing là mọi người phải đi đúng cái commit ngày nào như ngày nấy đều tăm tắp. Công ty không phát sinh chuyện đó, công ty để cho mọi người chủ động replan. Nên là khi mọi người replan á, mọi người update những cái lý do rất là thực, rất là kiểu honest luôn. Đến bây giờ thì vẫn vậy, tức là ai đi trễ mà có lý do gì đó là cũng update như vậy đó. Nên là có bạn nào bị đau bụng thì nói thì ghi vậy, hoặc bạn nào là kiểu như là lề mề quá sáng mãi chuẩn bị không xong nên là update đi trễ thì ghi cái lý do chính xác như vậy. Đó, thì cái đó là một cái mà khi mà mình launch ra mình thấy được là nó, tức là somehow nó cũng tính năng thì nó vẫn vậy thôi, tính năng thì mình thấy là nó cũng chẳng khác gì so với cái first approach của mình hết. Đó, nhưng mà vì mà mình maybe là hiểu concept hơn mà mình làm mọi thứ nó trực quan hóa, và mình cũng muốn cho user hiểu concept, hiểu cái tinh thần của business là trao cái quyền chủ động manage cái office time cho mọi người, nên là tự nhiên mình thấy cái không khí khi mọi người ở đó, cái product á, nó đúng với cái tinh thần mình hiểu về sales management, và chỗ ví là nó cũng đúng với lại cái business expectation ban đầu. Thường cho anh hỏi là alo, thường nghe không? Dạ dạ, em nghe. Dạ nghe nghe. Ô, em cho anh hỏi là ok, nghe ạ. Nghĩa là nếu mà mình input cái lý do lên đây thì HR có nhìn được thấy không? Nếu mà đối với cá nhân. Hình như âm thanh đoạn đấy bị miss ấy. Khó quá, khó quá. Tao. Alo, alo. Lại alo, alo. Hình như lại bị delay rồi. Này không nghe thấy gì luôn anh luôn. Đó, update bao nhiêu? Dạ dạ đúng rồi, đối phải có hai view đó. Alo. Alo, alo. Thường nghe thấy Thành nói không? Nói nó bị đứt quãng luôn đó. Thử xem là mọi hello 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 hello, nghe lại được chưa? Hello, nghe mình nghe Thành rồi. Thành nghe chưa? Rồi bây giờ nó sync rồi, hồi nãy kiểu nó delay xong rồi tiếng đầu tiếng mất. Ok. Ừ, ok, mình đã chuyển qua 4G luôn rồi. Ok. Ok, nữa nè. Ok. Ok, cái chỗ mà bên phía platform của bên nhân sự á, thì
vì privacy em không có để cái dashboard lên đây, nhưng mà nó sẽ có một cái dashboard để cho nhân sự có thể coi được hai view. Một là view là cái session hôm đó thì có bao nhiêu cái update, bao nhiêu cái replan đi trễ của member, hoặc là không có mặt của member. Còn một cái view nữa thì nó sẽ có là một member thì trong tuần đó đã có bao nhiêu cái replan. À, ok, chứ còn lý do thực tế thì sẽ bị ẩn đi đúng không? À, dạ không, tức là dashboard thì nó sẽ tổng hợp thông tin theo kiểu là nó hơi số liệu một chút xíu, kiểu số lần member, số member trong một section các thứ để nó đưa lên dashboard. Còn còn nếu mà people muốn coi cái lý do thì có thể vẫn coi được, tức là click vô detail thì vẫn coi được. Còn cái hình này nè anh, cái hình này thì có nghĩa là ngoài cái chuyện á mà nó gửi thông tin cho bên nhân sự thì nó có gửi thông tin cho tất cả mọi người trong một cái channel chung, một cái kênh chat chung của cả công ty. Ok, anh hiểu rồi. Ok, đó thì đây là một cái theo kiểu nice to have mà lúc đó, tại vì trước đó thì em có share là contact mọi người có cái thói quen là hãy nhắn lên channel khi mà đi trễ trước khi có product luôn á, thì bây giờ tụi em vẫn keep cái chuyện đó, chỉ là mọi người input cái lý do lên trên cái app của mình thì mình dùng con bot mình xin lên thôi. Ok. Thì hồi nãy cũng có mention tới cái chuyện là mình nhìn ra được là cái product của mình nó là một cái solution giúp cho business đạt được một cái outcome trong rất là nhiều cái solution đó. Nên là mình cũng muốn xem một số cái non product scope mà mình đã làm. Ví dụ như là mình lúc đó mình đã phải làm việc rất là nhiều với team people. Tụi mình define ra, tức là hai bên xác định là ok, mình hãy define ra một cái gọi là sales management level đi, và mình communicate một cách rất là official luôn để mình khuyến khích là ok, tất cả các member trong công ty bây giờ nếu mà bạn có thể xài cái product này, bạn download cái app này về, bạn xài cái app này thường xuyên theo kiểu tuần nào bạn đi trễ bạn cũng update á, một cách rất là đầy đủ, thì cái sales management level của bạn đang là good rồi. À, còn ví dụ như là bạn xài mà gọi là rất là bạn theo kiểu là rất là gương mẫu nữa đi, lúc nào bạn cũng xài nó, có cái thay đổi gì bạn cũng update, nếu mà bạn đến công ty một cái là bạn sẽ lock lại cái giờ ngay các thứ, thì cái level của bạn là excellent chẳng hạn, thì lúc đó tụi mình có define một cái frame là sales management level của member và mình communicate nó trong cái activity chính thức của công ty luôn, cái workshop này kia, làm workshop này kia. Và cái tinh thần chung sẽ là vận động mọi người bây giờ hãy sell manage cái office hand của mình đi, hãy dùng product này để sell manage đi, thì bản thân bạn, cái kỹ năng sell management của bạn nó cũng đang level up đó. Đó thì mình communicate nó giống như kiểu là giống như cho mọi người feel good á, khi mà mọi người sử dụng cái này để mà mọi người sell manage cái office hand của mình thì tự nhiên bản thân mình chuyên nghiệp hơn, cả công ty mình nó quy củ, nó có giờ có giấc hơn, rồi làm việc với nhau nó cũng sẽ tốt hơn kiểu vậy. Và mình dùng những cái thang điểm để mà mình những cái thang theo kiểu là good, excellent các thứ, là để mình thấy là cho mọi người thấy là mọi người feel good về bản thân. Rồi thi thoảng cái lúc mà mới launch cái product này cũng như là giới thiệu cái concept sales management này á, thì thi thoảng là cứ một tháng một lần đi, thì bên nhân sự sẽ đại diện để share là tình hình công ty. Hồi đó lúc mà chưa có product đi thì sales management của mình theo kiểu là mình không có data gì hết, nhưng mà mình cảm giác là nó hơi tệ. Nhưng mà sau đó một tháng thì tất cả member nè thì trong tuần đều update, khi mỗi lần đi trễ về sớm chẳng hạn đi thì cái level của cả công ty nó đang ở mức good chẳng hạn. Rồi xong càng ngày khi mà họ update lại thì họ thấy là thì cả công ty sẽ thấy là khi mà mình xài cái product này thì mỗi người đều chuyên nghiệp hơn, chủ động hơn trong cái chuyện là manage office time của mình và communicate cái giờ giấc của mình với đồng nghiệp. Và càng ngày thì càng nhiều người xài một cách quen, một cách tự nhiên, thì cả công ty tự nhiên cái nó chuyên nghiệp hẳn lên kiểu vậy. Rồi nếu mà member có những cái gọi là level sales management tốt đi, mình tự define ra xong mình tự thử luôn, mình sẽ tặng cho mọi người một cái badge. Cái badge là cái huy hiệu á, một cái huy hiệu digital á. Đó, thì ví dụ như là người ta hôm cái tuần đó người ta đã update cái người ta replan cái time của họ một cách rất là, ví dụ như ngày mai họ đi trễ thì hôm nay họ đã replan rồi. Đó,
đó, để gọi là có cái kế hoạch, lên kế hoạch sớm cho cái chuyện là thay đổi cái office time của mình đó. Đó thì cuối tuần mình thấy là cái bạn này good thì mình sẽ tặng một cái badge, và cái đó cũng là một cái tính năng mà tụi mình tích hợp với một cái product có sẵn trong cái hệ thống, để mà cái product đó lấy data theo kiểu là ok, bạn này là good sales management level này, để tặng badge luôn cho bạn. Chứ cũng không phải là tặng theo kiểu là vẽ cái badge đưa cho bạn, tức là mọi thứ nó cũng được digitalize trong cái ecosystem chung của tụi mình. Và vì những cái non product scope đó thì mình thấy là cái product của mình nó càng ngày nó càng tiến tới cái vision mà business hình dung ban đầu về cái chuyện là một cái công ty chuyên nghiệp, mọi người chủ động và có sự tự do trong chuyện quản lý giờ giấc làm việc của mình. Và nó giúp cho mình đạt được cái outcome mà ban đầu mình hình dung là product của mình muốn tạo ra, cái value cho user, đó là mọi người hiểu rồi. Tức mọi người bây giờ mọi người cũng hiểu cái concept của mình thông qua product. Vậy hồi xưa nếu mà nói là ok mọi người hãy xem management đi các thứ đi thì mọi người cũng không hiểu là mọi người phải làm gì. Nhưng mà vì có cái product nên là mình communicate là cứ thao tác những cái mà product đang hướng dẫn mình á thì đã là sales management good rồi mà. Đó nên là càng ngày mọi người càng chịu khó làm, xong rồi chịu khó hiểu cái concept này, và bây giờ nó trở thành một cái văn hóa chung của công ty là mọi người đều tự chủ. Và với có những cái idea về chuyện là reward, recognize, gọi là làm ngoài product đó, làm nên product đó, thì mọi người member có cái động lực để sử dụng cái product này hơn. Họ trở thành những cái ambassador cho cái chuyện là sử dụng product này để trở nên chuyên nghiệp hơn, chứ không phải là vì công ty đưa ra cái app đó xong rồi bắt mọi người làm thì mọi người phải làm theo đó. Thì đây là cái mà mình nghĩ là những cái extra effort mình collab với team này, mình làm việc với team kia, mình làm những cái output nó không phải mà mình đang muốn đạt tới khi mà mình build cái product này. Ok, thì đó là cái phần chia sẻ về cái case study của mình. Hy vọng là mọi người sẽ thấy relevant và thấy là cái việc làm product với một bạn nên product á, mới chuyển qua nó cũng sẽ không quá, nó không có phải là rocket science gì đâu. Nhất là khi mọi người đã học xong cái khóa break into product management của Thành với Nam với Dương. Mọi người vì những cái interrupt trong quá trình. Không sao. Cảm ơn những lời có cánh của Thương. Chắc là Thành maybe là Thành sẽ comment một số cái kiểu cố gắng connect nó với những cái mà trong lớp học mình có học, và cũng như là mọi người có thể có câu hỏi sau đó ha. Thì cái điểm đầu tiên mà Thành muốn nói là cái việc mà Thương ngữ cảnh là cái này là 4 năm trước rồi, thì phải là 2020, thì lúc đó Thương mới tiếp cận product, và cái tức là cái cách mà Thương tiếp cận đầu tiên là cái việc mà IDS ra feature và làm cái ra sản phẩm á, thì nó là một cái cách tiếp cận mà Thành thấy là rất là nhiều người khi mà tiếp cận làm sản phẩm sẽ gặp phải á. Nhưng mà vấn đề là cái điểm sáng ở đây là Thương đã iterate và có một cái cách tiếp cận thứ hai, Thành nghĩ nó rất là hợp lý. Cái việc mà xem một cái sản phẩm, đặt nó ở trong ngữ cảnh là process, technology with people, là một cái cách mà nó rất là gọi là resonate với lại gọi là giống như với cái trải nghiệm của Thành á, tại vì đa số những cái thứ liên quan tới việc làm sản phẩm nó không nằm ở trong nội tại sản phẩm mà nó nằm ở trong cái con người và cái quy trình, cái cách làm việc của họ, cũng như là những cái thứ mà công nghệ có thể fit in vào những cái quy trình đó. Cho nên là sau đó thì Thương cũng có tiếp cận theo cái hướng là ok, bây giờ mình muốn self-management đúng không? Thì self-management nó là cái gì? Đó là cái concept về self-management, mình phải break down nó ra thành những cái khái niệm mà nó nhỏ hơn và mình có thể mình thật sự mình làm ở trong cái sản phẩm của mình. Rồi sau đó là Thương triển khai cái delivery và gọi là có những cái gọi là domain model á, thì nó giống như cái already mà trong lớp học tụi mình có nói qua, thì already nó giống như một cái cách để mà chuẩn hóa và làm cái chuyện mà modeling cái data object nó
gọi là chuẩn chỉnh hơn thôi, nhưng mà gọi là cái suy nghĩ đằng sau thì Thành nghĩ là thường lúc đó là đã có cái tư duy về cái việc hiểu được cái data và những cái mối quan hệ với data như thế nào rồi. Cái việc mà thường chia ra là commitment rồi plan rồi actual nó cũng là somehow mình có thể coi nó là một cái workflow luôn và high level, là đầu tiên là nhân viên và phải commit với lại công ty, sau đó là nhân viên sẽ plan là cái tuần làm việc của họ như thế nào, rồi khi mà có cái gì đó xảy ra thì phải replan lại. Thì cơ bản nó cũng là một cái workflow về phía high level, thì nó vẫn giống như nó vẫn sẽ align với lại cái mà mình học ở trong cái course này. Ok rồi, đó là những cái điểm mà nó gọi là resonate, nó giống nhau, nó giống với lại cái khóa của mình. Vậy thì có những cái điểm khác biệt so với lại những cái gì mình học. Thứ nhất là cái câu chuyện mà business đưa ra một cái đề bài và sau đó mình đi build sản phẩm, nó là một cái câu chuyện mà mình sẽ rất là thường gặp khi mà làm sản phẩm. Thế nhưng mà đâu đó trong cái câu chuyện mà thương cả, mình nghĩ là vẫn có một cái job story nó ngầm là của cái người business owner. Thì nếu mà mình đoán thôi, nếu mà mình gọi là mình phải viết ra một cái job story, thì nó sẽ là khi tôi là một cái người chủ doanh nghiệp và tôi không thích cái cách mà quản lý nhân sự truyền thống, và tôi muốn xây dựng một cái văn hóa lành mạnh nhưng mọi người vẫn muốn vẫn có thể gọi là hành xử chuyên nghiệp nhưng thoải mái, thì lúc đó tôi sẽ muốn gọi là tạo ra một cái văn hóa self management để mà tôi có thể xây dựng cái văn hóa công ty theo cái cách mà tôi muốn. Thì nếu mà phải viết ra một cái job story thì mình đoán đoán nó sẽ là vậy ha. Và cái trao đổi giá trị ở đây nó là giữa ban đầu á, thì nó sẽ là của việc là build cái sản phẩm này ra thì nó sẽ giải quyết vấn đề cho doanh nghiệp. Thì lúc nãy Thương cũng có nói là khi mà làm product discovery, làm user interview á, thì thật ra là user họ cũng, thứ nhất là về nhân viên thì họ chưa xài platform như vậy bây giờ, cho nên là họ cũng không nghĩ là họ cần. Và về phía HR thì gọi là họ cũng quá quen với những cái nền tảng truyền thống rồi, cho nên là khi mà nói tới self management thì họ cũng không biết là vậy tao đâu cần cái đó đâu. Thì cái user interview đấy thì Thành nghĩ là mình vẫn có thể apply user interview, nhưng mà maybe là cái cách hỏi nó có thể nó khác đi một tí. Thí dụ như là một trong những cái vấn đề của việc mà xài hệ thống quản lý nhân sự truyền thống đi, thì nó sẽ là cái việc mà mọi người phải chấm công, rồi mọi người sẽ có những cái nỗi sợ về việc là nếu mà bữa đó mà mình bệnh hay là có chuyện đột xuất thì mình phải làm như thế nào, tại vì cái hệ thống nó không có cho phép mình flexible. Thì lúc đó mình sẽ có những cái gọi là sự stress về mặt tâm lý, và maybe nó cũng có thể ảnh hưởng tới cái hiệu suất công việc của mình. Thì về mặt gọi là nỗi đau problem của người dùng thì Thành nghĩ là vẫn có. Thì có thể là cái cách tiếp cận user interview nó có thể phải khác một xíu hay là sao đó. Thì đó là một cái. Cái thứ hai mà mình thấy là điểm khác biệt ở đây á, là thường không có tiếp cận cái việc delivery theo cái hướng nó sử dụng những cái artifact mà mình được học. Nhưng mà tuy nhiên là cái cách mà thương tổng hợp những cái khái niệm cũng như là đào sâu vô cái cách mà những cái khái niệm nó liên kết với nhau thì hoàn toàn là nó giống với lại những cái mà mình học. Nhưng mà cái sự khác biệt đó giống như Nam nãy nói là nó là một cái kỳ tích, tại vì thường á những cái người mà làm product á, mà họ không có một cái gọi là artifact hay là không có một cái cách để mà chuẩn hóa cái suy nghĩ á, thì rất là dễ mà không làm chuyện đấy là cái thứ nhất, hoặc là rất dễ là kiểu sẽ bảo developer là build những cái thứ mà nó không có reasonable. Thì một cách nào đó thường đã push through được, là vượt qua được những cái chướng ngại mà Thành thấy là phổ thông đó,
và somehow là hệ thống hóa được những cái khái niệm cũng như là mối quan hệ để mà ra những cái nó rất là chi tiết để mà mình truyền đạt cho developer và thực sự có thể gọi là thuyết phục được họ là thứ nhất đây là cái mà nên build, cái thứ hai là có thể build và cái thứ ba là cần những build thì cần build những cái gì và nó như thế nào. Thì Thành nghĩ là cái sự khác biệt đấy nó cũng rất là xứng đáng để highlight. Yeah. Thì đó là một số cái comment của Thành. Thì chắc là em có comment hoặc là mọi người sẽ có thể Q&A thêm. Không, có một cái điểm nhỏ để mình muốn ask, còn tí nữa có gì các bạn hỏi nha. Nghĩa là kiểu thấy cái nó gọi là expressiveness skill ấy, tức là cái kỹ năng biểu đạt ấy, thấy cái kỹ năng biểu đạt của Thương đỉnh vậy. Ý là kể cả cái slide nữa, các cái mô tả các bạn làm luôn thì đối với anh kiểu ngày trước BA cũng thế, kiểu BA cũng phải rèn luyện cái kỹ năng đấy rất nhiều, tức là mình hình dung là ví dụ mình hình dung là cái idea của mình có thể biểu hiện được bằng cái gì, ví dụ hình dung ra cái Excel hả? Thì phải kéo cái Excel ra xong rồi vẽ ngay trên cái Excel ngay, hoặc là kiểu hiểu là cái Miro nào thì kéo ra. Thì đấy, thấy mọi người thấy mấy cái slide này Thương cũng khá là dễ hiểu ở đấy, thì anh nghĩ là chắc là cái điểm mạnh mà kiểu post show cả cái chuẩn mực các cái material đi thì chắc là cái điểm mạnh đấy của Thương. Thì tuy nhiên là kiểu nếu mà mọi người mà dùng chuẩn thì giống như là mình nói ngôn ngữ rồi, thì tức là nếu mà mình nói đúng cái ngôn ngữ đấy thì người ta sẽ dễ nhanh hiểu hơn. Ví dụ như là chẳng hạn nha, nếu mình nói với người Nhật thì mình muốn thì họ cũng hiểu thôi, nhưng mà kiểu sẽ lâu hơn là cái chuyện mà mình nói bằng tiếng Nhật luôn. Đấy thì kiểu dạng vậy thì Thương khá là mạnh ở trong cái điểm này, thì chắc là mọi người cũng kiểu học hỏi Thương cái vụ là linh hoạt trong cái cách biểu diễn ấy. Hay. Yeah, ok, vậy không biết là mọi người có Q&A gì cho Thương hoặc là đối với lại cái sự liên hệ giữa cái phần Thương trình bày với lại cái nội dung của cái khóa học của mình không? Chắc là trong lúc mà mọi người nghĩ câu hỏi á, thì hồi nãy cũng có muốn tiếp lời anh Nam là đúng cái thời điểm đó là kiểu mình chưa kịp học tool luôn, chưa kịp học những cái quy chuẩn để mà làm output thì đã phải làm cái product này rồi, nên là lúc đó là dân marketing, brandcom rồi các thứ thì chỉ có thể biết làm slide thôi, maybe là biết có biết Excel, xong rồi kiểu thật ra cái dashboard là em cũng dùng cái Excel để em visualize nhiều đó. Excel chủ nó luôn, gì cũng dùng Excel. Đúng rồi, tại vì cái Excel, tại vì cái thường cái dashboard bên admin, bên nhân sự á mọi người, thì nó đang không có cần UI đẹp đẽ quá nhiều, nó sẽ cần nhiều data, nên là thật ra cái những cái ô của Excel á mà mình tô màu rồi mình merge vô rồi mình hả chia ô ra các thứ đó là mình sẽ cũng có thể ra được sơ sơ cái dashboard. Yeah, thì cái khúc đó thì mình đã dùng cả tính mạng cả tính mạng để visualize cái hình dung của mình cho team dev có thể hiểu và có thể build theo. Sau này thì mình cũng chịu khó học thêm một số cái tool, nhưng mà học ở mức cơ bản thôi, và sau này nữa thì khi mà mình làm product rồi thì mình sẽ nhờ mấy bạn BA mình sẽ nhờ mấy bạn BA vẽ đi theo, mình chỉ vẽ high level thôi. Thì thường là các cái bạn mà ở level BA hoặc là đối với các công ty khác thì thường là kiểu APM kiểu cái level dưới thì họ sẽ phải focus vào delivery nhiều, kiểu anh nghĩ thế. Nhưng mà bây giờ ví dụ như là chạy sprint thì các bạn ấy cũng sẽ chạy đúng không? Em cũng sẽ kiểu chỉ là observe các bạn ấy chạy sprint thôi đúng không? Dạ, cũng tùy dự án, cũng có những dự án được cái là gọi là cũng khen team dev nhà em, nhiều khi các bạn có thể từ cái tầng high level mà các bạn build những cái gọi là em tạm gọi là middle level đó, để mà reach được làm cầu nối giữa cái ví dụ data schema của các bạn và cái output của em đó, thì các bạn có các bạn có cái cách để mà kiểu em share cái high level, sau các bạn sẽ sketch ra một chút xíu để mà gọi là realign lại, verify lại có đúng không, đúng cái business project đó không, đúng cái business mong muốn đó không. Yeah, đúng yeah. Rồi. Ok, Tâm có câu hỏi kìa. Sáng Tâm. Thôi vậy cuối cùng cái value mà mang lại cho phía HR operation đó, nó như thế nào? Hay là đôi lúc có phải là nhiều khi
có nghĩa là những cái nó có tạo thêm công việc cho phía khách, phía employee họ nhập quá nhiều, nhưng cuối cùng thì cái outcome HR mang lại từ cái việc mà theo dõi những cái số này nè là cái gì vậy? Cái này hồi lúc sáng á, rehearse với lại Thành thì Thành cũng đặt một câu hỏi khá là tương đương, sau rồi mình cũng suy nghĩ một lúc thì mình framing lại được là trước đó thì thật ra nếu mà HR cứ làm theo cái cách truyền thống á thì họ vẫn làm được cái việc của họ, nhưng mà vì họ đang làm trong một cái business mà business owner có cái job story giống như hồi nãy Thành có framing á, business owner đã cũng không quan tâm lắm tới cái việc là mình phải theo dõi từng member hôm nay họ đi làm có đúng giờ hay không, các thứ không có theo dõi mà case by case và mỗi ngày. Thì trước đó là HR nếu mà làm theo practice truyền thống thì sẽ làm như vậy và mỗi ngày đều có việc luôn, mỗi ngày đều phải nếu mà có ai đi trễ thì ghi là tức là có issue đó là đều phải alert, phải nhắc nhở các thứ. Còn với sau khi mà mình hiểu cái tinh thần communicate, một là thật ra business họ cũng phải open cho cái chuyện là ok bây giờ mình muốn đi theo cái hướng modern hơn thì HR chỉ cần coi dashboard thôi, HR không có cần coi camera để xem là hôm nay ai đi trễ về sớm nữa, chỉ cần coi dashboard theo kiểu là tổng cái section hôm nay hoặc là tổng cả tuần này thì cái bạn có bao nhiêu bạn đi trễ về sớm, hoặc là cái bạn đó thì có thường xuyên đi trễ về sớm hay không, và mình chỉ và HR chỉ cần action khi mà có pattern xảy ra thôi, còn sẽ không có cần phải action case by case. Thì cái này một phần nó cũng là cái gọi là bật đèn xanh á từ phía business, là business muốn là HR không có cần phải cứ theo đuôi member để mà nhắc nhở từng ngày đó, mà mình coi cái dashboard để mình thấy là ví dụ như cái bạn đó ngày nào bạn cũng đi làm rất là ok, xong rồi bạn có việc gì bạn đều update lên, nhưng tự nhiên có một cái hôm thì cái dashboard nó báo là báo đỏ lên là có cái issue chẳng hạn đi, thì lúc đó mình mới cần phải châm vào để mình coi là hay là bạn này, tại vì mình biết mà mình coi dashboard nhiều, mình biết cái pattern bạn này, mình biết cái people insight bạn này là đó giờ rất là ok mà, thì có một cái issue như vậy có nghĩa là mình cần touch vô, chứ còn không phải là ai mình cũng touch vô. Có cái bạn là ngày nào bạn cũng replan đi trễ rồi, và đó là cái mức mà gọi là chuyên nghiệp nhất bạn có thể risk được tới rồi, và HR coi cái pattern hàng ngày HR biết rồi, ngày nào đi trễ tầm 15 phút 30 phút và that's ok đối với cái bạn đó. Nhưng mà sao mình biết được là employee có đang fraud hay không, đang nhập kiểu theo một cái hướng mà employee muốn á? Ý tâm là cheating nhỉ? Ý là cheating nhỉ? Ý là đúng rồi cheating á. Ok, cái chuyện rồi đây cũng sẽ là một cái câu hỏi hay, tại vì thật ra lúc mà mình launch cái hệ thống này á thì thật ra các bạn employee cũng hỏi như vậy luôn, nếu tôi cheating thì sao? Thì thật ra cái câu trả lời nó sẽ là cái culture này mình không muốn gọi là có những người cheating. Và cái chuyện cheating nó sẽ chỉ xảy ra khi mà họ sợ thôi, tức là họ đi làm họ có một cái nỗi sợ thì họ mới phải gian lận. Còn nếu mà bây giờ mình đã communicate cũng như là mình làm product để cho mọi người open update cái chuyện là mọi người cần phải đi trễ vì có việc hoặc là cần về sớm vì có việc, và ai cũng update như vậy hết, tức là tâm thử hình dung là mình ở trong một công ty mà cái chuyện update nó rất là bình thường á, ngày nào cũng có người update như vậy, hoặc là một ngày có tầm khoảng 10 người trên 100 người update như vậy thì tự nhiên mình thấy bình thường à, mình sẽ thoải mái để update. Còn nếu mà chỉ cần là ok mình hôm nay mình update đi trễ cái nhân sự hỏi mình liền là đố ngày mai mà mình dám update nữa luôn á, nên là cũng vậy. Sao mình issue được là nhân viên thực sự đến công ty và update, nhiều khi ở nhà update thì sao? Mình có, thật ra thì về mặt product mình có tracking location. App của mình là sẽ có ràng buộc về location, nhưng mà đó như Thương nói đó, thật ra một phần nó là những cái thứ nên product nữa, tức là culture của mình cho phép như vậy, và mình không có tạo ra những cái fear để mà khiến mọi người phải nói dối, phải che giấu gì đó, mà mình để cho mọi người thể hiện bản thân, cứ thực với nhau thôi, be honest với nhau thôi. Một trong những cái core value của GitHub sẽ là honesty. Thì chứ còn hả, nhân viên GitHub là dev mà, nên là thật ra mấy bạn muốn cheat ở nhà nó chỉnh location nó ấy được đó, nhưng mà tức là cheating là hả, ràng là nếu mà mua một tập thể mà người ta đã muốn cheating rồi ràng cái gì cũng được hết đó, nhưng mà sẽ có những cái cách khác về culture, về operation
để mà mình gọi là khuyến khích mọi người mình promote á. Yeah, ok. Hơn đấy là kiểu đối với cá nhân anh thấy cái vấn đề này khó, giống như kiểu dạng mọi người rất xem kiểu Batman đúng không? Thì ban đầu Batman cứ kiểu có cái ý tưởng là ok kiểu tao sẽ diệt hết tội phạm ấy, nhưng không phải kiểu cứ càng force nó kiểu mình cứ càng force thì cái bên kia nó càng phát triển lên. Nên đối với anh là kiểu không có một cái sự thoải mái nhất định, mà kiểu mình cứ càng cố trách ở đấy nó cứ ít, thì ở đầu kia nó cũng sẽ sinh ra những cái thế lực đối lập nghịch lại. Nghĩa là cái mình có thể predict được là một là có thể kiểu cheating delusion hoặc là khai man hay là như nào đấy, nhưng mà kiểu nếu mà đối với mình thoải mái thì anh nghĩ là cái tỷ lệ đấy nó sẽ ở cái mức chấp nhận được, nếu mà mình không kiểu xanh trí quá đối với cái data của các bạn. Hợp lý. Ok, thank you Tâm vì câu hỏi rất hay. Có một câu hỏi nữa của Phương liên quan đến việc là khi team làm việc á, thì thường sẽ set up những cái artifact nào để mà triển khai một cái product feature, tức là có những cái artifact nào mà là trong process hoặc là thường sẽ tạo ra để mà gọi là bắt đầu cho dev triển khai implement một cái feature không? Ý chắc là ý bạn hỏi ở đây là cái output đúng không? Cái tên của cái output đúng không? Thì ở GitHub thì cũng có một cái thật ra thì tụi mình làm product lâu thì cũng sẽ có những cái process theo kiểu là ok, có một cái list output đó nên làm, cái nào nice to have, cái nào must have đó. Giống như bạn cũng có hỏi luôn, thì chắc là với cá nhân Thương ha, và những cái product mà Thương làm qua đi thì maybe là cũng vì cái first impression này nên Thương luôn cố gắng build một cái product concept với một cái product mà from scratch, tức là nếu không phải là update thêm feature á, mà là build một cái product từ đầu, nhận một cái ID từ đầu từ business á, thì mình sẽ cố gắng build một cái product concept. Và cái product concept nó cũng sẽ phản, tức là nó cũng sẽ là cái base, sau đó mình tiếp tục làm cái domain model để thể hiện là có những cái data nào sẽ gọi là key artifact ở trong cái product của mình, và cái mối quan hệ giữa các data đó với nhau như thế nào. Thì đó là hai cái mà mình làm liên quan đến chuyện là artifact. Sau đó thì mình vẫn làm những cái mà mình nghĩ là mọi người sẽ quen thuộc, ví dụ như nếu mà cái luồng nó phức tạp thì sẽ làm một flow và các subflow, cũng viết những cái use case và có define các business rule ở trong các use case đó. Ví dụ business rule là ví dụ như là cái luồng đó business, mình ví dụ như cái chuyện là đến văn phòng là phải check in đi, thì cái business rule là chỉ được check in một lần, ví dụ vậy đó. Thì những cái đó là những cái mà mình phải suy nghĩ ra được. Thật ra thì nhiều khi mình review công việc của product mình cũng không biết là làm sao mình có thể suy nghĩ và cover ra được hết, nhưng mà có vẻ là càng làm thì nó sẽ càng trở thành kinh nghiệm và mình phải cover được mình, chứ mình không được để gãy flow, ví dụ vậy. Đó, có một cái đầu cả là khi mà mình nói lại với các bạn junior chẳng hạn đi, làm sao để cover đủ flow, mình cũng biết làm sao để cover đủ flow, nhưng mà tới nghỉ lui thì phải đủ. Kiểu nói chung anh nghĩ thế, với cả kiểu ngày xưa khi mà anh làm thì kiểu cái business unit leader ở bên F-Shop của nhà anh cũng có một câu mình nói với bạn là requirement không bao giờ reflect full được cái hệ thống, mà không bao giờ luôn. Thế nên là kiểu cái chuyện mà mình làm cái requirement nó đúng chuẩn, hoặc là mình làm ra những cái đấy để là mình gọi là giống như kiểu giả sử mọi người đang đứng ở đây nha, kiểu những cái đây là những cái unknown, tức là mình không biết là mình không biết luôn ấy. Chứ nếu mà mình biết là mình không biết thì mình đã học nó rồi, nhưng mà kiểu mình không biết là mình không biết ấy, thì khi mà làm ra những cái material đấy thì kiểu mọi người có cái cơ sở hơn, và mọi người đứng thêm một cái kiểu cái high ground nữa để mọi người đi collect những cái unknown ấy. Đấy thì không bao giờ là cover được hết đâu, nhưng mà trong cái quá trình mà mọi người draft ra cái solution hoặc là các cái material thì những cái đấy nó dần dần nó hiện ra trong đầu mọi người. Dường như là mấy cái must have nó là những cái high level artifact á, giống như cái ORD nè hay là cái workflow, để mà mình có thể thực sự là
cái mục đích của cái chuyện đó, thứ nhất là để mình hiểu được cái hệ thống, và cái thứ hai là mình communicate được về mặt high level, đây là cái thứ mình muốn build á, thì thường là sẽ có hai cái đấy. Rồi tùy vào cái độ phức tạp của feature thì mình sẽ maybe là có thêm activity diagram, hoặc là những cái subflow nhỏ nhỏ đồ. Khang hỏi là từ marketing qua BM thì thường thấy cái kỹ năng tư duy nào là quan trọng, là cần bổ sung đầu tiên? À, cũng hay. Cái gọi là cái cơ hội mà mình chuyển sang product đó thì nó khá là tình cờ. Và lúc mà mình qua làm product thì mình tưởng là mình làm product marketing là nó gần với lại là cái chuyên môn của mình, nhưng mà khi mà mình vào làm rồi á thì mình mới biết là à không, mình đang làm mà kiểu như product owner và phải làm việc với lại team developer luôn, thì gọi là đó nên mình mới nói là mình đâu có kịp học cái gì đâu. Và phải dùng cả tính mạng để mà vẽ và để mà mô tả đó. Nếu mà mình là thời điểm đó thì mình không có kịp học, nhưng mà khi mà mình review lại thì mình nghĩ cái kỹ năng hoặc là cái tư duy mà giúp cho mình nhất đó là cái tư duy thích hệ thống hóa mọi thứ, nhưng mình cũng không biết là cái này có thể rèn luyện hay là đi học một cái khóa gì được hay không, hay là nó là cái mà maybe là phải phải practice rồi xong rồi tự feel là mình có khả năng đó. Tức là khi mà mình tiếp nhận một cái thông tin rất là lớn thì mình hãy đặt ra những cái label, ví dụ như mình business nói cho mình là một kể một câu chuyện cuộc đời anh rồi mong muốn của anh, đúng rồi, đâu có đưa cho mình một cái document rất là chỉnh chỉnh đâu mọi người, đúng không? Đó thì họ sẽ kể câu chuyện thôi, nhưng mà mình sẽ là cái người mà dán nhãn những cái thông tin đó. Ví dụ mình thấy cái câu này nè, khi mà mình capture lại mình đặt tên nó là business goal, cái câu kia mình đặt tên nó là business vision, cái câu khác thì mình đặt tên nó là cái này là cái có vẻ là cái challenge của business thôi. Đó, mình rồi mình nói chung có rất là nhiều cách để gọi tên, ví dụ constraint này kia. Thì khi mà mình hệ thống, cái đó là nói về những cái thông tin mà theo dạng là task, mình đã quen cái chuyện là ok mình nhận thông tin thì mình hệ thống nó lại để mình dễ xử lý thông tin, mình biết cái nào là mình cần phải stick vào để mình đạt được, cái nào thì maybe nó là cái thứ mình cần consider thôi, cân nhắc thôi. Thì nó reflect vào cái chuyện là tại sao mình build được cái product concept đầu tiên này á, là tại vì mình cũng cố gắng để, tại lúc đó mình cũng hỏi các bạn dev về cái cách là ok một cái hệ thống nó sẽ vận hành như thế nào, nó communicate như thế nào, mình đã đưa cái gì vào trong cái hệ thống để mà nó hiểu, để mà nó có thể chạy như một cái chạy ra một cái tính năng ở trên giao diện như vậy đó. Thì khi mà các bạn input cho mình những cái thông tin về cái chuyện là hệ thống nó vận hành như thế nào đó, thì mình cố gắng là mình sẽ mình bắt đầu mình mô tả cái hình dung của mình về product theo kiểu là dán nhãn, thì mình bắt đầu chia ra là cái thông tin này, cái hình dung này của mình hình như nó là cái committed này, cái thông tin này hình như nó là plan này, thì đó thì mình nghĩ nó vẫn là cái tư duy về chuyện là hệ thống hóa mọi thứ đó, hệ thống hóa thông tin mà mình nhận được. Cái điểm này hay. Add on thêm cái điểm của Thương, đó là cái tư duy hệ thống á. Bước đầu tiên để mà phát triển tư duy hệ thống là phải biết tư duy hệ thống hiện tại của mình dở tới thế nào, thông qua cái chuyện mà làm mấy mấy ra mấy ra cái artifact, nó chỉ có ý nghĩa nếu nó chỉ có ý nghĩa thông qua cái việc mà nó thể hiện cái tư duy của mình á. Thì thật ra là qua cái việc mà mình tiếp cận một cái vấn đề gì đó, mình cố gắng mình vẽ workflow, mình vẽ already, và mình thấy là ủa sao cái mình vẽ ra nó đơn giản tới một cái mức mà nó nực cười đến như vậy, xong mình biết là sẽ hỏng, sau đó mình develop xong rồi một hồi mình thấy là mấy sao cái này nó phức tạp hơn mức cần thiết, xong bắt đầu mình reconsider, mình suy nghĩ lại là ừ mình sẽ bắt đầu mình tìm ra những cái cấu hình về mặt khái niệm và mối quan hệ mà nó sẽ phù hợp nhất với lại cái ngữ cảnh mà mình đang làm việc ở trong đó. Thì đó là một trong những cái mà rất là tư duy hệ thống, đó rất là quan trọng đối với lại người làm product. Nhưng mà thực ra là nói tư duy hệ thống với những người mới tiếp cận thì nó cũng hơi 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 bay, nhưng mà cho nên là đó là cũng là lý do mà tụi mình dạy về những cái artifact, tại vì thông qua cái việc tạo ra artifact nó sẽ rèn giũa cái năng lực của cái người để mà có thể tạo ra một cái artifact mà nó tốt. Cái này thì kiểu anh muốn add thêm là cái này chắc là nó cả tư duy về chuyện delivery và discovery. Giả sử ngày xưa khi mà
mà anh làm BA thì lúc cái requirement đấy của anh kiểu nó siêu siêu nhiều material ấy, nhưng mà nó rất chuẩn, ý là nếu mà ép đọc vào thì thích cực, nhưng mà kiểu bây giờ kiểu anh làm nó siêu lean luôn ấy. Kiểu nó rất là cơ bản, nhưng mà mình phải đi qua cái bước đấy rồi ấy. Tức là kiểu mình phải hiểu là cái này nó thuộc về workflow, cái này nó thuộc về về object data, thì kiểu như là mình build được cái awareness về cái đấy rồi, thế nên là về sau thì mình mới có data để mình kiểu mix chúng nó lại với nhau theo tùy cái context ấy. Thì đối với cả discovery anh thì kiểu ngày xưa khi mà làm thì kiểu mình bị chấp niệm về cái chuyện là phải có importance với cả satisfaction, lúc nào cũng sẽ phải làm cái đấy, xong lúc nào cũng phải set cái priority dựa trên kiểu Kano model hay như nào, kiểu mình cứ ép cái đấy cực. Nhưng mà về sau thì kiểu mình cũng bắt đầu áp dụng những cái đấy theo cái đúng vào cái tình huống của mình hơn, nhưng mà kiểu gì nó cũng phải học qua cái đấy. Kiểu mình qua cái đấy rồi mình biết rồi thì về sau mình có sáng tạo được ấy, chứ còn kiểu là ngay từ đầu vào sáng tạo thì dễ hoảng lắm. Lần trước còn chuyện miên nữa là ngày xưa kiểu mình học sáng tác nhạc đã xong, chị Lê Cát Trọng Lý kiểu lùi không cho bọn mình sáng tác sai nốt luôn, tức là mọi người thấy bài mà nốt huyền ấy từ từ để cho nói tí nào, thế là xong có những bài nốt huyền thì hát màu sắc ấy, nhưng mà kiểu lúc học là chị sẽ kiểu không cho sai luôn, nên là bắt buộc là bọn mình phải làm đúng, kiểu phải đúng luôn. Còn bảo là khi mà các bạn sáng tác thì các bạn có thể tùy theo các bạn, nhưng mà đây là lúc học nên các bạn đừng có kiểu sáng tác, đừng có kiểu làm méo mó cái khái niệm đấy ở đây, thì kiểu gì cũng phải học mấy cái khái niệm formal trước rồi. Hợp lý. Một trong những cái mà thấy khá là quan trọng, tức là mình phải hiểu được cái luật chơi thì mình muốn break nó thì mình break, nhưng mà đầu tiên là phải hiểu được cái luật thì nó cũng là một cái mà thì nói ra thì nó hiển nhiên, nhưng mà trải nghiệm rồi thì thấy nó đúng. Phương bảo là đang tìm cách viết ít nhưng cover nhiều hả? Viết ít nhưng cover nhiều. Cái này thì mình nghĩ là nó thuộc khá là nhiều về cái phạm vi là cái lịch sử giữa Phương và team làm việc với nhau chặt chẽ như thế nào. Tại vì tới một cái mức nào đó thì nhiều khi nói ra lời xong rồi nốt lại mấy dòng xong làm nó cũng align với ý nhau. Còn với trong cái ngữ cảnh mà hoàn toàn mới thì thật ra là cái chuyện mà viết ít mà cover nhiều nó rất là khó. Tại vì bản chất cái chuyện mà trao đổi bằng văn bản á, nó tồn tại rất là nhiều cái khả năng mà có thể bị hiểu nhầm. Cái cách mà mình tiếp cận khi mà với một cái team mới thì phải cố gắng viết rất là nhiều, rất là kỹ, và chắc chắn là nó sẽ có sự hiểu lầm, nhưng mà sau đó mình correct lại và mình build được một cái sự hiểu biết chung, và càng ngày nó càng nhiều cái sự hiểu biết chung đó, nó càng nhiều thì mình càng làm việc với nhau dễ hơn. Nhưng đó là kinh nghiệm của mình. Ở đây chắc là mình có ví dụ cho Phương luôn. Thì chắc mình share cái requirement mà mình viết được gần đây luôn. Đây thì kiểu như mọi người nhìn thấy ở trên màn hình của mình ấy, thì gần như mình cũng chỉ thấy tách thôi, nhưng mà việc về sau càng ngày thì mình càng hiểu empathy, tại vì mình học được cái này, ví dụ như là cái đây là cái mô tả màn hình của mình này, thì ban đầu mình học ấy, thì mình không biết là cái gì cần mô tả ấy. Thế nên là khi mà mình vào FPT thì nó sẽ cho mình một cái template là đối với mỗi trường thì phải có giá trị, xong rồi nó sẽ có cái business rule như nào, xong rồi ví dụ từng giá trị thì cái business rule nó như nào. Đấy, thì mình lúc nghĩa là ở FPT thì nó chuẩn chỉ hơn rất là nhiều nha, nhưng mà kiểu ở đây khi mà mình kiểu làm được intuitively rồi ấy, thì của mình push through luôn và mình viết phục vụ phát cái này luôn và đem đọc người ta cũng hiểu đấy là cái gì luôn. Đấy, ý là kiểu ban đầu thì mình vẫn phải học cái đúng là cái gì, xong về sau khi mà mình tự viết ra cái của mình ấy, thì mình sẽ biết chọn được cái nào là cả phù hợp nhất với cả cái context đấy. Thì đây là một cái requirement mình viết này, cái này requirement
khá là phức tạp nha. Nếu mà phải break ra, kéo phải nó phải break ra được ba cái user story ấy. Thế nhưng mà kiểu với cả cái context ở đây cũng giống Thành nói nữa, là dev của mình đã khá hiểu mình rồi. Kiểu là sẽ hiểu là ở cái màn hình hình này thì thường thường là cái giao diện nó sẽ như nào. Nó cũng kiểu cái màn hình quản lý này thì nó cũng như bao cái màn hình quản lý khác. Đấy nên là mình cũng không cần phải specify là ok nó phải giao diện phải như nào. Đó thì mình nghĩ là kiểu chắc là khi mà các bạn học được nhiều cái cách mà thể hiện được ra cái user story nó như nào thì kiểu mình sẽ hiểu hơn và mình sẽ pick được những cái mà nó phù hợp với cả cái context của mình nhất chắc là. Ok, mọi người còn câu hỏi gì không? Và những lời khen cho anh em. Ok à. Ok, thì nếu mà không có câu hỏi thì chắc là tổng kết lại buổi sharing hôm nay thì Thành thấy có rất là nhiều cái điểm từ cái câu chuyện mà Thương chia sẻ. Và thứ nhất là câu chuyện đó là câu chuyện thực tế, và cái thứ hai là nó cũng có những cái điểm giống và khác với những cái mà mình học ở trong cái khóa học. Thì hy vọng là khi mà các bạn nghe và các bạn tự là nội quan lại với lại những cái mà mọi người đã tiếp thu, hy vọng là mọi người tiếp thu từ khóa học của tụi mình, thì mọi người sẽ gọi là internalize được, hoặc là dịch tiếng Việt là kiểu thẩm thấu tốt hơn những cái mà tụi mình đang muốn truyền đạt. Tại vì thật sự là cái việc làm product nó chứa rất là nhiều bất định, cho nên không phải là cứ đi phỏng vấn user xong rồi map ra job story xong đó chọn sau đó làm mấy cái artifact là xong. Thực tế thì nó có rất là nhiều cái trường hợp, giống như là đó business owner đưa một cái đề bài như vậy, hoặc là CEO có một cái conviction như vậy, hoặc là nhiều khi là đối thủ của mình ra cái sản phẩm đó mình phải copy, thế thôi. Đơn giản, nhiều cái nó kiểu hơi nghe thì nó hơi vớ vẩn, nhưng mà có những cái ràng buộc trong thực tế bên doanh nghiệp nó sẽ có những cái trường hợp như vậy. Thì hy vọng là đây là một câu chuyện rất là hay. Thì mình khuyến khích mọi người tìm những cái người mà làm sản phẩm và có những cái câu chuyện thật khác để mà mọi người học được. Và nhớ là tìm những người mà thật sự có những cái câu chuyện thật nha, chứ đừng đừng tìm những bạn mà chém gió là đưa framework ra thì cũng sẽ dễ làm mọi người bối rối, không biết là framework đó hay là kiểu mình phải sử dụng như thế nào hay là kiểu vậy. Thì đó. Tâm có câu hỏi cuối gì vậy? Ok thôi, con hỏi cuối đi cho Tâm làm tiếng nói cuối cùng. Trong lúc làm sao Thương xác định được product concept là best solution to execute? Ok, trước khi Thương trả lời thì nếu mà Tâm muốn biết thì có thể học level 2 nhé. Khéo. Ok, nhờ Thương trả lời. Ok, cái này thì chắc là Thương cũng sẽ trả lời rất là gọi là có sao nói vậy thôi, rất là honest thôi. Thì giống như hồi nãy á, mà mình có share cái product discovery của mình lúc mình dùng user interview á, là mình đã nhận được một kết quả rất là depressing, rất là trầm cảm như vậy rồi. Thì mình không còn cái gì có thể bám víu vào nữa ngoài cái baseline ban đầu là cái business expectation. Đó, thì khi mà mình đi share lại cái product concept đó, tức là align, propose, gọi là propose lại cái product concept đó với lại là business owner, thì business owner bảo là yes, đó đúng là cái hình dung của họ về cái chuyện là mình cần một cái product để giúp mình đạt được cái outcome như thế nào. Thì vậy, như vậy thôi, mình có một cái gọi là bật đèn xanh, một cái alignment với business owner, nên là mình tự tin mình đi làm tiếp để ra được cái MVP. Và đến cái MVP thì khi mà mình demo thì nó nhận được cái gật đầu để mà launch ra cho user xài. Thì khi user xài thì cái lúc mà đã có, tức là launch ra một cái á, thì tầm một tuần sau đó thì mình biết là ok, nó là cái solution đúng cho cái bài toán ban đầu rồi. Hay, yeah. Trong thực tế nó cũng thường là vậy á.
gia trong holistic đi, thì làm sao đó mình biết cái conceptual solution của mình nó là đúng đúng không? Thì là BM khác review, sếp của mình review và nói là ok hợp lý, chuyển đi em. Đó thì và nếu mà có cái gì mà chưa đúng thì họ sẽ chửi, và họ càng chửi thì và mình sẽ càng biết là ừ, thật ra là cái bài toán này nó sẽ rất là phụ thuộc vô cái môi trường mà mình ở trong đó. Tại vì nếu mà mình được xoay quanh bởi những người mà họ cùng hướng về cái outcome á, thì họ cũng sẽ suy nghĩ theo cái hướng đó, và họ suy nghĩ sẽ có những cái mà họ bổ trợ được cho mình, và ngược lại. Thì khi mà mình làm việc với những người như vậy thì mình sẽ càng có cái sense là cái solution nào nó sẽ là cái solution tốt nhất. Cái tại vì cái solution nào tốt nhất nó nhiều khi là nó thuộc về phạm vụ sáng tạo nữa. Nhiều khi là nằm nửa đêm bật dậy có cái ý tưởng gì đó thành solution và nó rất là hay. Thương nói đi. Là với lại thương nghĩ là mình khi mà mình framing lại cái bài toán của mình lúc đó thì bài toán của mình chỉ là product business fit và product user fit thôi, chứ không phải là product market fit như là những cái bài toán mà Thành với là anh em đang theo đuổi. Thì product business fit có nghĩa là mình đưa ra được một cái product mà nó fit với lại cái mong muốn của business. Rồi mình tức là user của mình thì cũng là một tập khá là nhỏ, nên là khi mà mình đưa ra là mình biết là họ có xài hay không liền, nó khá là dễ. Còn cái mà để mà mình có thể gọi là bật đèn xanh cho mình chạy là cái mình thấy ok đúng product business fit rồi. Trong một số tình huống nó sẽ cần thêm product operation fit với những cái product mà nó build để nó digitalize một cái luồng đã có sẵn. Còn cái mà mình vừa chia sẻ thì trước đó họ cũng không có sẵn cái luồng đó. Cái luồng của họ là một cái luồng khác, họ cũng không có xài product nhiều đó, nên là bây giờ mình đang gọi là cùng với họ co-create một cái operation flow và mình đưa product của mình vào, nên là nó cũng không có bị gọi là challenge quá nhiều ở chuyện là cái product này nó phải fit perfectly vào một cái luồng vận hành gì đó rất là phức tạp. Mình đã từng có, sau này mình có làm những cái product mà cái luồng nó đã có sẵn rồi, ví dụ như cái luồng tuyển dụng hoặc là quản lý dự án thì nó có rất nhiều thao tác như vậy, thì build một cái product nó fit vô cái luồng đó perfectly đó, nó sẽ là một cái bài toán có cái kiểu challenge khác. Kiểu anh thấy cái này cũng hay đấy à. Anh đang hình dung nó giống như một số những cái indicator để mình chọn là cái concept này có ổn hay không. Thì ví dụ như là ở trong trường hợp của Thương, nó là cái sự đồng ý của một stakeholder nào đấy. Thì đối với bạn early better thì đang cũng có một stakeholder, đấy là những cái bạn user. Thì đấy cũng là nếu mà bạn ấy gật sử dụng hoặc là bạn ấy gật về chuyện móc ví ra thì đấy là một cái indicator tốt về cái product concept nó fit. Và một cái điểm lân cận của cái chuyện đó là mình không nên tốn quá nhiều thời gian để mà nghĩ là cái nào là concept tốt nhất, mà mình nên gọi là visualize, gọi là externalize một cái cách nào đó để mà ghi nó ra và đi đến cái người mà mình nghĩ là cái concept này giải quyết được vấn đề. Thì trong cái case của tôi nó là business stakeholder, thì khi mà present cái concept thì họ cấn thì họ sẽ nói, còn không thì ok. Và user cũng vậy, khi mà có cái product concept thì mình sẽ làm những cái prototype, những cái MVP. Thế là nếu mà mọi người không biết MVP thì nó là một cái bản mà của product mà nó chạy được nhưng mà nó tốn ít công sức nhất có thể để mà kiểm định một cái giả thuyết nào đấy. Thì anyway, tức là không cần phải gọi là tốn quá nhiều thời gian để suy nghĩ và kẹt ở trong đầu, mà cứ cố gắng ra một cái gì đó và tương tác với lại cái đối tượng mà mình muốn giải quyết vấn đề cho, để mà mình lấy feedback và từ đó mình iterate. Ok rồi, vậy thì rất cảm ơn phần chia sẻ của Thương cũng như là sự tham gia của mọi người, và rất không cảm ơn những bạn vắng mặt hôm nay. hy vọng là mọi người nhận được giá trị từ cái buổi này ha. Thành thấy rất thú vị và rất là hữu dụng là trong cái việc mà mình biết thêm một cái câu chuyện làm product thật nó như thế nào. Nếu mà mọi người có câu hỏi gì thêm thì mọi người cứ PM Thương qua LinkedIn hoặc là nhắn tụi mình, rồi tụi mình lại hỏi Thương. Ok, vậy thôi. Vậy thì cảm ơn mọi người nhé.
Bye bye mọi chị. Người, bye bye, bye, bye. Thơ, em Kiều. Ô, mình không có chụp hình đâu mọi người. À, có tiết mục đó nữa hả? Ok. Không tốt nghiệp hả? Thì ai lính nó rồi, nhanh lên. Bữa nay chưa đâu, còn buổi present bước phá nữa. Ok, ok. Yeah, yeah. Thứ bảy này nếu mà Thương không có bận gì vào lúc 4 giờ chiều thì có thể lên văn phòng Holistic Nguyễn Đình Chiểu để tham dự cái buổi present của các bạn. Yeah, thì sự tham gia của sự tham gia của Thương là động lực để các bạn làm căng hơn. Ok, chắc là mình sẽ sắp xếp thời gian đó rồi chờ Thành gửi thư mời nha. Ok, không có mời lơi nha, không có mời lơi nha. Ok, ok, rồi, cảm ơn Thương nha, cảm ơn mọi người. Ok, bye bye. Cảm ơn mọi người rất nhiều, bye bye mọi người. Bye bye.